Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, thưa quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã học hết được cái quyển thứ tư trong bản kinh Lăng Nghiêm. Tức là chúng ta đã đi được phần nửa của bản kinh Lăng Nghiêm rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến cái quyển thứ năm. Cái chương thứ hai là nương chỗ ngộ mà viên tu. Ở cái mục thứ một là nêu ra căn để chỉ chỗ mê. Và cái đoạn thứ nhất là xin khai thị cái cách mở nút. Thì chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước, chúng tôi sẽ giải thích sau.
Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Như Lai tuy nói nghĩa quyết định thứ hai, song nay con xem trong thế gian này, những người mở gốc nếu không biết đầu gốc ở đâu thì con tin chắc rằng người ấy không thể nào mở được. Bạch Thế Tôn, con và hàng thanh văn hữu học trong hội cũng giống như vậy. Từ vô thủy cho đến ngày nay, chúng con cùng với các thứ vô minh đồng sinh đồng diệt. Tuy được thiện căn nghe nhiều Phật pháp như thế này, nhưng tiếng là xuất gia mà cũng như người bị bệnh rét cách ngày. Cuối mong Đức Thế Tôn mở lòng đại bi, xót thương kẻ trầm luân. Chính nơi thân tâm hiện nay chỉ cho chúng con thế nào là cột và làm thế nào để mở, cũng khiến cho chúng sinh khổ não dời đi, ở đời vị lai được ra khỏi luân hồi, chẳng rơi vào ba cõi nữa. Nói lời ấy rồi, tất cả đại chúng năm vóc gieo xuống đất khóc lóc thành khẩn, trong chờ khai thị vô thượng của Đức Như Lai. À, quý vị thấy là từ trước giờ trải qua nhiều chương ở trong bản kinh Lăng Nghiêm rồi, thì có những cái chương Ngài A Nan cũng có cái phẩm Ngài A Nan ngộ đạo và Ngài A Nan trình kiến giải trong cái bài kệ. À, chúng ta những người mà xuất gia có đọc cái đầu cái bài tựa có cái bản kinh tụng Lăng Nghiêm buổi khuya đó thì đều có biết cái bài kệ ngộ đạo của Ngài A Nan. Nhưng đến đây Ngài A Nan á thì đại diện cho các bậc hữu học và vô học luôn ở trong hội chúng này, và đảnh lễ cầu thỉnh Đức Phật chỉ cái rút, tức là cái chỗ vướng mắc của con người trong sinh tử trầm luân này, và cầu Đức Phật chỉ ra cái chỗ tháo cái rút mắc đó. Thì đây cũng là cái phẩm mà đối với chúng tôi trong kinh Lăng Nghiêm hết sức trọng yếu cho tất cả những người đang tu theo đạo Phật. Nếu như bây giờ trong cuộc đời này đọc một câu hỏi cho cả những người xuất gia và tại gia, thì khi chúng ta đi theo đạo Phật chúng ta để làm cái gì, thì ai cũng trả lời là chúng ta đi tìm cầu đạo lý giác ngộ giải thoát, chúng ta đi tìm chân lý để tu tập, vân vân. Tất cả những cái lý luận đó nó không có sai. Nhưng bây giờ đặt vấn đề lại là mình cột cái gì, mình bị trói buộc cái gì mà mình cầu giải thoát, thì vấn đề nó ít ai trả lời được, phải không? Nếu như trong tất cả chúng ta ngồi tại đây, chúng ta cảm giác rằng cái gì nó có thể trói buộc mình một cách đúng đắn nhất, thì chúng ta tự động sẽ có phát khởi cái tâm cầu giải thoát một cách đúng đắn. Rằng ngay cả A Nan đến giờ phút này, thì cái câu hỏi này Ngài A Nan không phải nói cho mình nữa rồi, mà A Nan vì đại chúng, vì chúng sanh đời mặt về đời sau, mà cầu Đức Phật chỉ dạy cho mình cái rút, tức là cái vướng mắc của tất cả chúng sanh trong pháp giới mười phương này. Và nếu như tất cả chúng ta trong cái cuộc đời này mà mình ý thức được mình đang vướng mắc cái điều gì, thì tự động cái tâm muốn thoát khỏi cái sự trói cột đó nó sẽ bắt đầu nó được phát khởi và phát triển một cách dũng mãnh, để mình mới có đủ sức thoát ly sinh tử luân hồi ngay trong kiếp này. Và một câu nói rất dễ thương của Đức Ngài A Nan, Ngài nói là chính bản thân Ngài A Nan á cũng như đại chúng đang có mặt trước Đức Phật, cái thời điểm Đức Phật Đức ở trước hơn 1.250 vị tỳ kheo và thính chúng cõi trời của người đều nghe pháp. Nhưng mà Ngài nói thứ nhất đó là Ngài được cái phước lành, tuy có cái thiện căn để được gần gũi Đức Phật, để nghe pháp được nhiều. Thứ hai là Ngài cũng đứng trong hàng ngũ của tăng đoàn, được xuất gia nữa, được xuất gia. Nhưng mà của Ngài này nói rất là dễ thương, là giống như người bị sốt rét cách nhật vậy. Bữa nay thì vừa nghe nhẹ nhẹ thì ngày mai sốt lại, mai mốt nghe nhẹ nhẹ rồi kia sốt lại, tức là ngày khỏe thì một ngày bệnh, một ngày khỏe một ngày bệnh. Có nghĩa là sao? Ngài muốn diễn tả cái tâm trạng của Ngài, mặc dù gần gũi làm thị giả của Đức Phật, hoặc dù chư tăng đã thường trực ở bên cạnh Đức Phật và nghe pháp Đức Phật trực tiếp luôn, thế mà gọi là bình an lâu dài không có.
bình an lâu dài không có được đối với Ngài A Nan cũng như đối với đại chúng. Vì vậy là nó có một cái gì đó chưa tháo được. Cho nên ở đây Ngài A Nan đảnh lễ cầu Đức Phật, mong rằng Đức Phật thương xót đại chúng hiện tiền, thương xót chúng sanh ở đời vị lai, để chỉ ra được cái rút mắt và tìm cách để tháo gỡ cái rút mắt đó, để cho tất cả chúng sanh đều thoát khỏi ba cõi, tức là ra khỏi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, ra khỏi tam giới này để không còn bị trầm luân trong sinh tử luân hồi. Thì cõi dục tức là cái cõi người của mình, cõi chúng ta đang ở đây gọi là cõi dục, cõi sắc là cõi trời hữu sắc và cõi trời vô sắc. Vì vậy là làm sao để ra khỏi ba cõi này, chứ còn nếu mà lên cõi trời đi nữa thì vẫn còn tiếp tục bị sinh tử, chứ chưa phải, chưa hẳn ở cõi trời là được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Thành ra ở đây chúng ta mới thấy là cái sự thiết tha cầu thoát khỏi sinh tử luân hồi của Ngài A Nan cũng như đại chúng nó rất là mãnh liệt. Và tất cả đại chúng đều, thứ nhất là năm vóc gieo xuống đất rồi khóc lóc thành khẩn trong chờ lời khai thị của Đức Phật. Chúng ta mới thấy cái đời này của mình, trong cuộc đời này của tất cả chúng ta ở đây, ngồi lại nghiêm túc để mà hỏi với nhau, có lúc nào chúng ta tha thiết phải chảy nước mắt, phải khẩn cầu để học đạo được mấy người và được mấy lần trong đời của mình rồi? Chưa có được mấy người hết, đúng không? Thì ra có nghĩa là nếu mà cái mức độ tha thiết để cầu giải thoát của mình càng mãnh liệt chừng nào thì nó sẽ thể hiện qua cái hành động cầu pháp của mình khẩn thiết chừng đó. Nhưng mà chúng tôi thấy á, thực sự tìm một người trong cái thời này, thì nói một người thôi mà có cái tâm mà quyết liệt để thoát ly sinh tử, tha thiết cả ngày lẫn đêm không vì cái việc khác, chỉ còn một cái việc duy nhất để thoát ly sinh tử luân hồi này thôi. Và dù vị thầy đó ở đâu, vị thầy đó mà có đạo lý là mình sẽ bung ba, mình sẽ bỏ hết tất cả mọi cái để mình tìm cầu học hỏi, để tìm cho ra cái cách để tu tập, thì người này rất hiếm, hiếm lắm. Trong thời điểm này rất là hiếm. Chúng ta có thể dành thời gian nào rảnh đó trong ngày cho cái việc tu thôi à. Vì cái thế gian này, vì cuộc đời, vì cái gì đó trong cuộc đời này khiến cho chúng ta mất nhiều thời gian quá. Đợi lúc nào rảnh rảnh thì mình sẽ ngồi thiền chút, mình sẽ tụng kinh chút, mình sẽ tu tập chút, mình sẽ nghe giảng chút, mình sẽ đọc quyển kinh nào đó chút để tìm chân lý. Chứ cần thực sự trong suốt 24 tiếng đồng hồ mình đã sống trong cái chỗ thiết tha cầu thỉnh giáo pháp của Phật Đà, thiết tha cầu cho ra được chân lý để mình khai mở được trí huệ của mình, để mình thoát ly sinh tử, thì hiếm, phải nói là rất là hiếm. Thì quý vị thấy là A Nan là một bậc xuất gia rồi, cũng như đại chúng hơn 1250 vị và cả chúng Phật tử lúc đó năm dốc lại sát đất để chờ mong, khóc lóc thành khẩn trong chờ cái lời vàng ngọc của Đức Phật khai thị. Như vậy là ở đây chúng ta dù chưa có từ trước đến giờ thì bây giờ, bây giờ chúng ta cũng phải chuẩn bị được cái tâm giống như Ngài A Nan và đại chúng trong lúc đó, để mình mới có thể đón nhận được lời vàng ngọc của Đức Phật chỉ ở đoạn sau. Dù chúng ta là ai từ trước giờ, chúng ta chưa tu hoặc là chúng ta đã xuất gia lâu ngày rồi, nếu như cái tâm thành khẩn cầu học Phật đạo chưa đủ mãnh liệt đối với mình, thì biết rằng mình đối với chánh pháp còn xa lắm. Chúng ta nên biết điều này. Nên đối với cái đạo giác ngộ giải thoát mà ngày nào mình chưa có làm xong, tức là đối với việc sinh tử luân hồi này ngày nào mình chưa ra được, thì ngày đó đối với mình là một gánh nặng. Từng cái khoảnh khắc trôi qua với chúng ta là từng khoảnh khắc vàng bị mất đi trong cuộc đời này của mình. Mình phải quý giá từng khoảnh khắc một trong cuộc đời nó dùng dục trôi qua như thế. Và chúng ta cũng phải mãnh liệt lên để chúng ta bắt kịp được những khoảnh khắc đó, để chúng ta dừng lại trong đạo lý. Thì đó là một điều mà đòi hỏi tất cả con người có mặt ở đây, cũng như tất cả chúng sanh trong cái cõi giới này. Nếu người nào muốn thoát ly sinh tử luân hồi thì chuyện đó phải xảy ra nơi tự tâm của mình. Bây giờ ngồi đây, nếu mà tâm chúng ta chưa phát khởi một cách dũng mãnh, giống như cái sự khẩn cầu này của Ngài A Nan và đại chúng, thì chúng ta phải chuẩn bị mình có tâm này. Thì ở đoạn sau Đức Phật nói ít ra chúng ta mới được nếm một chút mùi vị.
Còn nếu như bây giờ mà cái tâm đó không còn, chưa có với chính mình, chưa phát khởi được với chính mình, thì có nghĩa là chúng ta chưa có sẵn sàng đón nhận giáo pháp của Đức Phật, chưa có mở toàn tâm chúng ta ra để đón nhận những cái lời vàng của Đức Phật ở đoạn sau. Chúng ta không có quý được những cái điều đó, chúng ta không phát khởi mở tâm mình được, thì những đoạn sau khó mà có thể chúng ta hưởng được cái hương vị của Phật Pháp. Chúng ta nói cái từ hương vị Phật Pháp từ xưa giờ chúng ta nói nhiều lần lắm rồi. Một người học Phật, dù người đó là tại gia hay là người xuất gia, thì trong đời của mình ít ra cũng phải có một lần mình nếm được mùi vị cơ. Phải nói vậy mẹ, phải một lần nếm được mùi vị Phật Pháp để lấy cái chỗ đó làm cái điểm tựa phát khởi suốt cái cuộc đời còn lại của mình cho cái việc tu tập. Còn nếu như mình tu hoài mà mình vẫn thấy còn bị cái gì đó nó ngăn che, cái gì đó nó nặng nề, cái gì đó nó chướng trong công phu tu tập của chúng ta, và như vậy là hương vị Phật Pháp nó sẽ không có, mà cái sự cuốn hút của thế gian nó càng lúc nó càng mãnh liệt hơn với chính mình, thì coi chừng đạo lý chúng ta không bền, chúng ta không thể giữ vững được. Có những người ở trong chùa nhiều năm nhưng mà hương vị Phật Pháp chưa từng nếm, thì vậy là đối với Phật Pháp với họ là vô vị, phải không? Vô vị hoàn toàn. Còn việc thế gian á thì lúc nào cũng mời gọi, hay nói là vẫy tay đón chào, mở rộng vòng tay để sẵn sàng đón nhận chúng ta quay lại trần gian này, không có một phút nào tạm dừng cả. Như vậy nếu như cái gì ở trong Phật Pháp mà chưa có đủ để bảo toàn mình thì mình không thể ở bền. Đó là lý do mà rất là nhiều người ở trong chùa rồi cuối cùng cũng quay trở lại thế gian để chúng ta phải sống trở lại một đời thường, tiếp tục trôi lăn. Thà là tiếp tục trôi lăn còn hơn là ở đó còn ngóng trông mong chờ. Bước trước thì mù mịt đối với Phật Pháp, thế gian thì dễ gọi quá nhiều, khó mà có thể tiến được đạo lý. Còn nếu mà gán ở trong chùa là một sự gượng ép, rồi mình sanh sứa đủ điều bệnh tật xảy ra vân vân, phiền não đủ thứ chuyện, làm cho cái việc công phu tu tập rất là khó. Thật ra chúng ta phải làm sao đó, khi mà chúng ta học được Phật Pháp, chúng ta phải bắt nhịp được trong những cái tiến hóa tâm linh ở trong đạo Phật cho kỳ được khi mà chúng ta bắt đầu đi theo học. Tức là một người mà bắt đầu học Phật thì chúng ta phải làm sao đó tìm hiểu được đạo Phật muốn nói cái gì cho cuộc đời này, và Đức Phật khi ra đời, Đức Phật muốn dạy chúng ta điều gì, nói Đức Phật ra đời để cứu độ chúng ta là cứu cái gì. Chúng ta phải hiểu cho hết những điều này, và những lời dạy Đức Phật là cái gì chúng ta phải hiểu, và khi chúng ta đã tiếp nhận được những lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải làm gì để có lợi ích cho bản thân mình, thì tất cả những cái điều đó chúng ta phải học cho được trong đời này, phải không? Chứ đừng có để những cái tháng năm chúng ta bị trôi qua luống uổng. Bây giờ có những ngày mà về sinh hoạt được một ngày trong chùa thì cảm thấy cái khí tu trong người mình nó ấm ấm lên chút, chứ chưa nói là nóng, ấm thôi, mới được sưởi ấm. Nhưng mà rồi mấy ngày về nhà cái bắt đầu nó lạnh 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 từ từ, rồi cái mình quên luôn Phật Pháp cho mình sẽ bị trôi lăn. Nhưng mà một người mà thiết tha tu hành á, dù họ ở trong chùa hay là ở ngoài đời, những cái việc mà dù có chi phối cỡ nào ở cuộc đời đấy nữa, thì cái hơi ấm Phật Pháp ở trong đạo Phật gọi là cái noãn vị á, trong bốn quả chứng đầu của đạo Phật là quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán, thì trước khi chứng quả Tu Đà Hoàn thì người đó cái hơi ấm bắt đầu bốc lên, cái thánh tâm bắt đầu bừng khởi, thì làm cho cái hơi ấm của Phật Pháp bắt đầu nó ấm lên cái đoạn mà trước khi chứng quả nó gọi là noãn vị. Tức là hơi ấm bắt đầu được xông lên với mình, cái thánh khí nơi thân tâm bắt đầu nó bùng lên. Tâm chúng ta bắt đầu, những cái thánh thiện bắt đầu nó được hâm nóng trở lại, và cái điều đó được nóng liên tục. Thì mình mới nóng đến một cái độ nào đó nó mới tan chảy được cái phàm của mình. Giống như bây giờ mà nấu đúng 100 độ thì nước nó bắt đầu nó sôi, chừng khoảng mấy trăm độ thì chì bắt đầu nó chảy thành nước, mấy trăm độ thì kẽm nó bắt đầu chảy, ví dụ gì. Thì cái độ nóng nào để có thể tan chảy được cái ngã chấp của mình, chúng ta phải nung nấu Phật Pháp bằng cái lửa đó.
bằng cái lửa chánh định, bằng cái lửa tam muội đó đó, để thiêu đốt được cái ngã chấp của mình, để mình tan chảy đi ngã chấp, để mình được hòa nhập vào cái thánh vị. Nhưng mà trước cái phút đó quý vị thấy là cả ngày lẫn đêm từ năm này tới năm kia, chứ không phải chuyện đơn giản. Tức là hơi ấm bắt đầu nó nóng lên, chúng ta cảm giác mình bị nóng dần dần. Cái hơi ấm nó làm cho chúng ta sưởi ấm tâm hồn, chúng ta được cái sự bình yên, được cái sự lặng lẽ, an lạc xảy ra với chính mình trong đời thường. Nhưng ở đây ví dụ như như Ngài đang nói là được giống như là sốt rét cách ngày, đúng không? Tức là ngày hôm nay cảm thấy an lạc thì ngày mai cảm thấy bất an, rồi ngày kia cảm thấy an lạc, rồi ngày kia nữa cảm thấy bất an. Nó cứ làm cho chúng ta cứ chìm nổi liên miên như vậy. Thì cái ý Ngài A Nan đại diện cho chúng tăng cũng như là đại chúng thời đó và tất cả chúng sanh trong cái cõi giới mười phương này, mong làm sao tìm được một cái pháp gì đó mà để cho mình an lạc lâu dài. Ngài A Nan không muốn sốt cách nhật nữa, không muốn sốt cách nhật nữa, không muốn là lúc chìm lúc nổi như vậy trong công phu, mà muốn làm sao để mình thâm nhập trong đạo lý giác ngộ giải thoát, để suốt cuộc đời còn lại của mình là sống trong bình an, trong phúc lạc. Đó là cái sự thẩn thiết của Ngài A Nan và đại chúng. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đại chúng chúng ta nên bắt đầu phát khởi tâm này, phải không? Trước kia nếu chúng ta chưa có thì bây giờ bắt đầu phát khởi, để mình dụng tâm như thế nào đó để mình hướng về cái đạo lý giác ngộ giải thoát, và mình quyết lòng nhận ra được chân lý ngay trong cái buổi giảng này, hoặc là ngay trong cái ngày mà chúng ta nghe pháp này, ngay trong cái ngày chúng ta tu tập này, ngay trong cái khoảnh khắc này chúng ta quyết tâm để chúng ta nhận ra được chân lý. Chúng ta phải có cái đó. Và khi chúng ta nhận được chân lý để phá vỡ cái lầm mê sinh tử ngàn kiếp của chúng ta, tất cả những người học đạo chúng ta phải phát khởi được tâm này, thì cái phần sau chúng ta mới có thể tiếp nhận được cái giáo lý của Đức Phật dạy. Đến cái đoạn thứ hai, mười phương Như Lai phóng hào quang đồng một lời nêu ra căn. Một, Đức Phật phóng hào quang. Khi ấy Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và đại chúng và các hàng hữu học ở trong hội, cũng lại vì chúng sanh đời vị lai tạo cá nhân xuất thế và làm đạo nhãn cho tương lai. Ngài dùng cánh tay sắc vàng sáng ngời xoa trên đảnh ông A Nan. Liền khi ấy khắp tất cả các cõi nước của chư Phật trong mười phương sáu thứ rung động. Các Đức Như Lai nhiều như số vi trần ở trên thế giới ấy, mỗi vị đều phóng hào quang báo từ trên đảnh phóng ra hào quang ấy, đồng thời ở thế giới kia phóng đến rừng Kỳ Đà sôi trên đảnh của Đức Như Lai. Khi ấy tất cả đại chúng được việc chưa từng có. Nếu mà vị thầy mà thấy một đệ tử mình thiết tha như vậy thương lắm. Thương lắm. Cho nên Đức Phật thấy cái thiết tha cầu đạo của A Nan, rồi đảnh lễ, rồi khóc lóc, rồi khẩn cầu cái chánh pháp, Đức Phật thương. Lúc đó Đức Phật mới dùng cái tay xoa đảnh, xoa lên đảnh đầu Ngài A Nan. Thì bằng cái hào quang sáng ngời để lên đảnh đầu Ngài A Nan, thì cùng lúc đó là chư Phật mười phương cũng đều phóng luồng hào quang báo lên đảnh phóng ra, và đến cái rừng Kỳ Đà, phóng đến rừng Kỳ Đà rồi sôi trên đảnh của Đức Như Lai. Thì chúng ta đọc qua cái chuyện giống như cái chuyện thần thông phép màu, đúng không? Y như cái chuyện thần thông, tức là Đức Phật đưa tay phóng hào quang xẹt 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 đầu A Nan, và khắp pháp giới mười phương phóng hào quang từ cái đảnh đầu của mình để câu lại phóng lên cái đảnh đầu của Đức Phật. Thì vậy là từ cái hào quang sáng khắp mười phương soi lên đảnh của Đức Phật. Điều này muốn nói cái gì? Điều này muốn nói cái gì? Thì chúng ta nếu mà gọi là gì, y kinh mà diễn nghĩa thì quang cho ba đời chư Phật. Nếu giờ mình đọc đoạn này cái mình thấy cảm thấy rồi, chư Phật dễ sợ ha. Chư Phật tức có đầy đủ thần thông chuẩn bị phóng hào quang, đó là phóng hào quang. Và mười phương pháp giới phóng hào quang thì sẽ được thấy hết. Và lúc đó đại chúng được thấy cái việc chưa từng có, đại chúng thấy được nữa. Thì vậy là hào quang nó sáng rực giống như cái ánh sáng của đèn hay là ánh sáng của mặt trời để sống phóng chói chang như vậy, cả đại chúng đều thấy được việc chưa từng được thấy. Ý này chỗ nào? Chúng ta học thiền lâu nay chúng ta thấy cái gì chỗ này? Có phải Đức Phật phóng quang thiệt không? Có phải là mười phương chư Phật phóng quang thiệt hay không? Ở trong đó chúng ta học đạo có những cái bản kinh mà chúng ta phải học á, tức là trong đạo Phật có những cái bản kinh gọi là huyền, những bản kinh thật.
Huyền tức là muốn nói mượn cái biểu tượng gì đó để chư Phật muốn diễn bày một ý sâu ở chỗ này. Còn những kinh nói về sự thật thì nói một với một là hai, dễ thấy lắm. Nói chuyện nói nhân và quả, nói chuyện vô thường, đó là cái chuyện sự thật. Ở đây chúng ta thấy là một vị Phật đã chứng quả Phật rồi thì sẽ tới một cảnh giới đồng đẳng của chư Phật mười phương. Với cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật và ánh sáng trí tuệ của chư Phật mười phương không khác nhau, nó có một cái sự câu thông và giao thoa với nhau đối với chư Phật khắp mười phương pháp giới này. Tức là khi mà muốn nói tới một giáo pháp bí mật nào đó thì Đức Phật cũng nhập trong cảnh giới Phật để Đức Phật nói, chứ không phải là ở cái cõi giới bình thường mà Đức Phật sử dụng ngôn ngữ bình thường mà nói nữa. Và điều này đại chúng không cảm nhận được thì sẽ không đủ cái lòng tin để hứng đựng được giáo pháp Đức Phật đâu, đúng không? Bây giờ mình có ông thầy ông giảng hay quá, mình thấy ông này là giống như là được học ở đâu đó, được làm gì đó, được qua trường lớp nào đó để ông thầy được thuyết giảng kiểu này, thì chúng ta cũng có thể tin là trên cái nền tảng căn bản học hành của quý thầy có sức để thuyết pháp vậy thôi, chẳng có gì. Hoặc là những gì này có tu có một chút công phu gì đó, nhưng mà cái sở chứng sở đắc của vị này vẫn chưa có được đến cái cảnh giới tận cùng mà thông đồng với pháp giới mười phương chư Phật hằng hà sa số nhiều như số cát sông Hằng. Dù Đức Phật ở khắp mười phương pháp giới này, ở cõi giới nào mà khi đã thành Phật thì như nhau về mặt trí tuệ, về từ bi, về đạo lực, tất cả các vị đều bằng nhau, không ai hơn ai cái chỗ này. Khi mà chứng quả Phật thì không ai hơn ai, nhưng cái điều mà đến cái chỗ đó phải thấy một sự tương thông giao thoa của chư Phật mười phương pháp giới này, chứ không có sai biệt một mảy may nào hết. Đó là điều mà chúng ta thấy. Và thứ hai nữa là thể hiện cái hào quang trên đỉnh đầu, là thể hiện cái sức trí tuệ. Khi mà Đức Phật muốn nói pháp không phải là nói bằng cái đầu tâm thức của chính mình, mà ra ngoài cái đầu này, ánh sáng đó nó hòa đồng với ánh sáng của vũ trụ mười phương, bắt đầu chuẩn bị nói cái pháp sâu màu. Đó là năng lực của một bậc giác ngộ, chứ không phải suy nghĩ để nói sao cho đúng, suy nghĩ để nói sao cho sai, không phải như vậy. Đức Phật không dùng cái trí thức, không dùng cái suy nghĩ biện bạch lý luận của thế gian, mà Đức Phật nhập trong cái pháp giới tánh toàn chân để chuẩn bị nói giáo pháp quan trọng này, thể hiện qua cái sự phóng quang trên đỉnh đầu của Đức Phật Bổn Sư, phóng quang trên cái bàn tay Đức Phật Bổn Sư để xoa đỉnh đầu Ngài A Nan. Và chư Phật mười phương phóng quang trên đỉnh đầu mình để đi đến đỉnh đầu Đức Phật, để tạo được một cái năng lực Phật cho Đức Phật chuẩn bị nói tới giáo pháp nhiệm màu này. Chúng ta thấy một cái điều dễ sợ. Thành ra chúng ta phải thấy rằng đây là chỗ của Đức Phật ở cái cảnh giới Phật nói cho chúng sanh nghe, ở cảnh giới giác ngộ hoàn toàn. Và cái ánh sáng giác ngộ đó nó hòa quyện với pháp giới mười phương để gom lại qua cái cửa, cái kim khẩu của Đức Phật để chuẩn bị ra bài pháp. Chứ không phải là phải dụng lực của một cái người đến cái cõi người bình thường như chúng ta ở đây. Thì ra những cái lời nói này nó đều là những cái tinh hoa của cái ánh sáng trí huệ mà Đức Phật chuẩn bị nói. Chúng ta phải hiểu như vậy để chúng ta mới thấy rằng một lời nói xuất phát từ kim khẩu Đức Phật, được cái sự câu thông của chư Phật mười phương, sử dụng cái trí tuệ đồng đẳng chư Phật mười phương, sử dụng toàn bộ cái năng lực của chư Phật mười phương mà nói ra giáo pháp, chứ không phải nói theo cái kiểu riêng tư của chính mình. Những điều Đức Phật nói đều thông đồng với tất cả chư Phật mười phương, những chân lý đưa ra đều không sai biệt. Khắp pháp giới mười phương này chỉ có nhất chân pháp giới, chỉ có một chân lý duy nhất, mà chân lý đó sẽ được Đức Phật nói ra đây. Chúng ta phải thấy rằng cái điều này không phải đơn giản, mà chúng ta phải hiểu là và quý trọng cái giáo pháp. Nếu chứ thôi bình thường chúng ta thấy điều này nó cũng chẳng có gì quý. Bây giờ đã dịch ra được tiếng Việt rồi, ai cũng đọc được, già cũng đọc được, trẻ cũng đọc được, phải không? Và ai cũng có thể hiểu theo cái kiểu hiểu của mình được, chứ không thấy nổi được tới cái giá trị Phật đạo thật sự. Thành ra sau này các vị giảng sư mà giảng thuyết, chúng tôi nói nếu như các vị chưa có nhập được cảnh giới thanh tịnh thì đừng đụng tới kinh điển Đại Thừa. Vì sao? Vì chúng ta chỉ dùng cái tâm mà chúng ta hướng về kinh điển đó bằng cái sở kiến, sở hành của tâm thức mà lý luận. Còn ở đây
chư Phật nhập trong cảnh giới thanh tịnh toàn triệt để Đức Phật mới xuất ngôn thành kinh thành điển. Nếu như bây giờ mình không trở lại cảnh giới thanh tịnh thực sự thì thứ nhất là mình sẽ không hiểu hết được những điều Đức Phật muốn nói. Thứ hai là dùng cái tâm phàm để lý luận kinh điển của Thánh Hiền thì coi chừng nó sẽ có sự lệch lạc. Tại vì mình hiểu, cái hiểu của mình nó khu biệt theo cái tầm kiến thức nhỏ thôi. Cái hiểu chúng ta nó mong manh, nhỏ nhiệm và khu biệt, không có đủ sức để nó tương thông, tương đồng với cảnh giới của chư Phật. Thì chúng ta hiểu theo cái kiểu đó, chúng ta sẽ làm kinh điển Đạo Phật nó khu nhỏ bằng cái kiểu tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta bị vướng vào cái lỗi gì? Chúng ta vướng vào một cái lỗi rất là lớn. Những người mà giảng sư giảng không hết cái ý trong kinh, hoặc là chúng ta giảng lệch, hoặc chúng ta bóp méo theo ý nghĩa của mình, thì chúng ta lại phạm cái tội là phá kiến. Tội nặng ghê lắm. Tội phá kiến khiến cho nhiều ngàn kiếp về sau người đó không hiểu nổi chân lý, vì mình đã làm cho cái thấy của người ta bị lệch lạc rồi. Nếu mà mọi người tin theo cái lời giảng đó và người ta tu tập theo lời giảng sai lệch đó thì họ sẽ đi lệch đường chánh pháp, và như vậy là tội mình phải gánh. Đây là điều mà mọi người giảng sư phải biết. Tất cả những người mà tuyên thuyết chánh pháp của chư Như Lai chưa đủ chánh kiến thì gắng tu lại đi chứ đừng có vội nói, không có gấp đâu. Còn đi tới cõi này nhiều ngàn kiếp lắm, chưa có ra, đừng có sợ nói không kịp. Đừng có cố gắng là gắng tu để làm sao mình có được cái khả năng giảng thuyết, bắt đầu lên tòa mà giảng để cho thính chúng biết rằng mình là cái người nói được chánh pháp. Không phải. Vì vậy mà trước khi nói pháp này, đây giống như một sự bảo chứng. Vì chư Phật khắp mười phương phóng hào quang đến nơi đảnh đầu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để thể hiện sự tương thông về cái lời nói của Đức Phật đối với chư Phật mười phương, không một chỗ nào sai biệt. Đó là chân lý duy nhất mà Đức Phật chuẩn bị sắp nói. Thành ra chúng ta phải thấy được cái giá trị này để tự trong thâm tâm của chúng ta tôn quý những cái lời pháp sắp tới mà Đức Phật sắp chỉ chúng ta. Nếu như trong lòng chúng ta chưa đủ cái lòng tôn kính này thì chúng ta không đủ cái tâm để có thể tiếp nhận được cái dòng sửa pháp của Đức Phật và gọi rửa được cái tâm thức lầm mê của chính mình trong đời này. Cho nên là chúng ta phải hết lòng tôn trọng cung kính Đức Phật rồi, phải không? Thì bây giờ chúng ta phải hết lòng tôn trọng cung kính những cái giáo pháp mà Đức Phật chuẩn bị nói ở những cái đoạn sau, bằng tất cả những cái tâm thành khẩn thiết chờ đợi mong cầu để nhận được chân lý từ Đức Phật thể hiện những cái đoạn sau này, thì chúng ta mới có thể hiểu được thêm. Khi ấy ông A Nan và cả đại chúng đều nghe mười phương các đức Như Lai như số vi trần, tuy khác miệng nhưng đồng một lời bảo với A Nan rằng: lành thay A Nan, ông muốn biết câu sinh vô minh là cái đầu gút khiến cho luân chuyển trong sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông muốn biết tính vô thượng bồ đề khiến ông mau chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường cũng là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Tại đây không phải là lời của một Đức Phật nói nữa, mà khắp chư Phật mười phương đồng dị ứng, mà đồng thanh tức là khác khác ngôn âm, phải không? Nhưng mà đồng nói với A Nan một điều, là cái việc mà để khiến cho chúng ta sinh tử luân hồi là từ sáu căn của mình. Và muốn ra khỏi sáu căn, muốn ra khỏi sinh tử luân hồi thì cũng từ sáu căn. Thật ra Đức Phật nói lên cái rút của chúng ta, cái vướng của chúng ta thì cũng từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và muốn vượt thoát sinh tử luân hồi này cũng phải từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mà chúng ta đi ra. Thì là chúng ta phải thấy rằng chỗ cột và chỗ mở rồi cũng là lục căn, phải không? Đây là một cái lời khẳng định của chư Phật mười phương chứ không phải riêng Đức Từ Phụ Bổn Sư của mình nữa. Chúng ta phải thấy được điều này. Như vậy là nếu muốn thoát thì từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy mà thoát. Còn nếu như chúng ta tìm một cái chỗ giác ngộ giải thoát khác thì chúng ta sẽ không thể nhận được chân lý và không thể giải thoát được. Đó là cái điều mà chư Phật mười phương đã nói chứ không riêng Đức Từ Phụ Bổn Sư của chúng ta. Thành ra khi mà chúng ta tu tập
chúng ta có một cái đường lối, có một pháp môn, có một cái pháp hành nào đó để cho chúng ta tu á, chúng ta thấy rằng rời sáu căn để mà được giải thoát, thì coi chừng chúng ta đã đi sai đường của chư Phật mười phương, đúng không? Sai với chánh pháp rồi. Chúng ta có một cái pháp nào đó mà không có cần làm gì ở nơi lục căn hết, cứ chúi mũi làm một cái điều gì đó, cứ làm cả đời của mình là mình được giải thoát. Và được giải thoát với một hình thức là giống như có Phật rước mình đi đâu đó, thì giải thoát nổi không? Nếu theo ở đây chúng ta giải thoát nổi không? Cho nên là chúng ta học đạo phải nương vào cái chánh pháp của Đức Phật để chúng ta thấy nhìn lại cái hướng tu tập hiện có của chính mình. Chúng ta đang khởi cái tâm gì trong công phu tu hành, và cái hướng mà chúng ta đang tu đó nó có phù hợp với chánh pháp của chư Phật mười phương hay không, của Đức Bổn Sư của chúng ta hay không. Và nếu như có một chút lệch lạc thì đừng bao giờ tiếp tục nữa. Phải lẹ lẹ quay lại tìm cho ra được con đường nào mà thích hợp nhất, phù hợp nhất đối với chánh pháp, đúng đắn nhất đối với chánh pháp, để chúng ta có thể tiến triển được công phu của mình. Chứ nếu không cả đời dụng công phí uổng, đó là điều mà chúng ta phải biết. Thì vậy là chúng ta tìm được cái rút rồi, đúng không? Cả chư Phật mười phương nhiều như số cát sông Hằng, tức là cái số lượng chư Phật không thể tính kể được, mà tuy là khác miệng nhưng đồng một lời bảo với A Nan. Chỗ này quý vị thấy một điều rất là lạ, mà chúng tôi đã từng nói về cái ngôn ngữ gốc rồi, đúng không? Đây, nếu mà ai đã quen nghe chúng tôi giảng, chúng tôi nói về cái chuyện ngôn ngữ gốc này. Khi mà Đức Phật đã chứng quả Phật rồi, thì cái lúc mà Đức Phật nhập trong cái pháp giới tánh Tỳ Lô Gia Na, tức là ở trong cảnh giới giác ngộ toàn chân của chính mình, thì Đức Phật sử dụng một cái ngôn ngữ, chúng ta được gọi là ngôn ngữ gốc. Ngôn ngữ gốc đó là nó thông với mười phương pháp giới này. Dù là chúng ta khác cõi với nhau, chúng ta thấy như ở cái cõi của mình đi, cũng đồng là loài người đi, mà dân tộc Kinh với dân tộc Thượng đã có ngôn ngữ khác rồi. Họ nói cái tiếng gốc của họ mà nói tiếng của mình là coi như hai người đã không hiểu nhau rồi, đúng không? Qua tới một nước khác như Campuchia, Lào là bắt đầu chúng ta hết hiểu ngôn ngữ nhau, không thể hiểu nhau được. Họ diễn tả bằng cái kiểu ngôn ngữ của họ chúng ta không biết. Tức là gì? Tức là lúc đó chúng ta sử dụng cái loại ngôn ngữ sai biệt, chứ không còn sử dụng loại ngôn ngữ gốc nữa. Ngôn ngữ của riêng mình, ngôn ngữ theo cái tư kiến, cái ngã chấp của chính mình, thì chỉ có người đồng trí kiến, đồng ngã chấp đó mới có thể tiếp nhận và hiểu được loại ngôn ngữ đó thôi. Còn lần này Đức Phật phá vỡ cái riêng tư của mình rồi. Khi chứng quả Phật là không còn cái riêng nữa, thì không còn cái riêng đối với Đức Phật là ở đất Ấn Độ, Đức Phật là người Ấn Độ, không có chuyện đó. Không phải là Đức Phật còn là người ở trong tam giới này, không phải là Đức Phật còn người trong cõi giới này. Thì vậy là khi tâm đã nhập trong cái chỗ mà không ranh giới đó, thì cái loại ngôn ngữ nó mới thông đồng cả pháp giới mười phương. Và lúc đó Đức Phật chỉ cần tác niệm, không dùng cái miệng của mình nói kiểu bình thường như bây giờ đâu. Đức Phật chỉ cần tác cái ý niệm muốn dạy cho A Nan một điều, thì dù A Nan ở cõi phàm của mình, nhưng mà có một Đức Phật nào ở cách xa mười phương thế giới đó, Đức Phật muốn dạy cho A Nan, thì A Nan tự động sẽ nhận được cái đạo lý in tuồn như là cái tiếng của Ấn Độ đang nói cho mình hiểu. Đây là chỗ đặc biệt. Cho nên ở đoạn trước á, đoạn trước khi ấy đại chúng và khi ấy tất cả đại chúng đều được một việc chưa từng có nghĩa là khi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà phóng hào quang đó, người phàm không thấy được, người phàm không thể thấy được cái hào quang Đức Phật đưa lên đỉnh đầu ngài A Nan, và người phàm cũng không thể thấy được hào quang của chư Phật mười phương rót vào đỉnh đầu của Đức Phật. Chỉ là những người ở trong cái cảnh giới đó mới có thể cảm nhận được cái năng lực hào quang đó thôi, chứ người phàm không, mắt phàm không bao giờ thấy được đâu. Cho nên dùng cái từ là đại chúng đều được thấy cái việc chưa từng có nghĩa là gì? Đại chúng lúc đó sau cái lời cầu thỉnh thiết tha quá rồi, thì tâm của đại chúng lúc đó rất thanh tịnh để chờ đón giáo pháp của Đức Như Lai. Cho nên cái phút chốc mà cái tâm thanh tịnh đó nó đồng đẳng với chư Phật mười phương mới cảm nhận được năng lực hào quang chư Phật mười phương phóng tới Đức Bổn Sư của mình. Và lúc đó đại chúng đang ở cái chỗ tâm thanh tịnh, cho nên mới tiếp nhận được cái lời nói nhiệm màu của chư Phật mười phương. Tất cả Đức Phật ở một cõi của mình thì sử dụng ngôn ngữ riêng của chính mình, nếu mà chúng ta muốn nói là nói như vậy. Nhưng mà
một người ở một cõi thì sẽ có một kiểu nói chuyện khác nhau, đúng không? Một người kia ở cõi khác thì ngôn ngữ cũng sẽ khác. Nhưng tại sao ở đây A Nan lại được nghe tất cả những lời của tất cả chư Phật mười phương và hiểu một cách rõ ràng tường tận như vậy? Chúng ta đọc đoạn này chúng ta có thắc mắc không? Tự nhiên A Nan là người Ấn Độ mà nghe Đức Phật ở cõi kia nói là sao? Ví dụ như mình ở đây có ông trời nào xuống muốn nói chuyện với mình, nói mình nghe mình hiểu nổi không? Dễ gì? Tức là ông trời cõi trời xuống nói chuyện thôi, chưa nói tới cõi Phật, thì chúng ta cũng không đủ sức để chúng ta hiểu. Thì vậy là cái đoạn trước mà tất cả đại chúng được việc chưa từng có nghĩa là tất cả mọi người đều lúc đó tâm rỗng lặng, mênh mông và thanh tịnh để hòa nhập được gần như là kề cận tới cảnh giới Phật rồi, mới hiểu được cái loại ngôn ngữ gốc của chư Phật mười phương. Thế như mình có Đức Phật này hiện ra nói chắc mình hiểu không? Chỉ có Đức Phật đó nói tiếng Việt mình thì hy vọng mình biết. Nhưng một điều đặc biệt ở đây gọi là cái gì? Là diệu âm, phạm âm của Đức Phật. Chúng ta phải dùng đúng cái từ là phạm âm của Đức Phật. Mà cái phạm âm đó nó không có bị ngăn che của tâm thức, nó phá vỡ hết tất cả cái rào chắn tâm thức của khắp mười phương pháp giới này để đến với người đó. Thì người đó ân tuồn với nghe một cái điều của cái người đồng ngôn ngữ của mình nói cho mình nghe, và giống như trực tiếp nói với chính bản thân mình. Đây là điều rất đặc biệt. Này này, chúng tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Tức là khi mà một người đã nhập trong pháp giới tánh toàn chân á, thì người đó ở trong cảnh giới toàn chân đó phát ra một cái loại ngôn ngữ đó, được gọi là ngôn ngữ gốc. Và cũng sẽ tới tất cả các cõi giống như chư Phật, các cõi mà nói cho A Nan nghe giống như vậy. Thì chúng sanh các cõi đó nghe cái Đức Phật ở cõi mình nói chuyện in tuồn như Đức Phật đã trực tiếp đối diện với họ và sử dụng ngôn ngữ cho họ được hiểu điều mà Đức Phật nói. Điều này nó giống như là một cái sự giao thoa khắp pháp giới mười phương mà hôm trước giờ chúng ta đã từng nói cái loại ngôn ngữ gốc của Đức Phật. Thì vậy chứ không phải A Nan nghe cái lời giống như là Đức Phật là người Ấn Độ nói cho người Ấn Độ nghe nữa. Mà A Nan đang ở chỗ thanh tịnh và Đức Phật cũng đang ở cái chỗ thanh tịnh đó. Đức Phật bắt đầu sử dụng ngôn ngữ gốc để tác ý cho cái tâm của ngài A Nan nhận được ngôn ngữ này. Thành ra chúng ta thấy lúc đó A Nan á hiểu được cái gì đó của chư Phật mười phương nói. Đây là điều dễ sợ nhất, tức là được việc chưa từng có từ trước đến giờ. Được việc này là việc không thể có. Tại vì từ xưa giờ Đức Phật sử dụng ngôn ngữ người phàm nói, bây giờ chư Phật mười phương sử dụng ngôn ngữ của Phật để thuyết giảng. Mà A Nan đón nhận được, có nghĩa là ngài A Nan lúc này không phải là người bình thường nữa mà có thể hiểu điều này. Đúng không? Như bây giờ mà dịch ra được tiếng Việt rồi chúng ta mới bắt đầu hiểu. Nhưng mà lúc mà chưa dịch tiếng Việt vẫn còn chữ Hán, hoặc là chưa dịch qua tiếng Hán vẫn còn tiếng Phạn, ví dụ vậy, thì cái người mà có thể nhận được điều này không thể có. Nhưng mà có điều rất là lạ nữa nha. Ví dụ như đây là cái chuyện của xảy ra trong cái thời của ngài A Nan, trong cái thời Đức Phật. Xảy ra cái pháp hội như vậy cách mình hơn 2000 năm rồi. Nhưng nếu cái phút giây này mà chúng ta có nhập được trong cảnh giới toàn chân thì lúc đó chúng ta lại thông được mười phương pháp giới ha. Thứ nhất là giữa mười phương pháp giới đối với chúng ta không còn có cái ngăn che nữa, mất đi cái sự ngăn che. Và thứ hai, cái khoảnh khắc mà mấy ngàn năm không còn với chính mình trong phút giây này. Và ngay phút giây này nếu chúng ta muốn thấy lại cái cảnh giới của chư Phật mười phương diễn thuyết cái chỗ này là chúng ta liền tức khắc được thấy biết. À, đây là điều rất đặc biệt. Cho nên nếu mà theo cái lý luận phàm, cái chuyện bất sanh bất diệt của tất cả các pháp đó, thì mình hiểu rằng cái pháp này không bị sanh, không bị diệt, chúng ta có thể thấy nó còn hoài trong thời gian và không gian. Nhưng mà đây là một sự thật. Khi mà chúng ta ra ngoài tâm thức, chúng ta mới thấy được tất cả những cái chuyện cũ xưa cách đây hàng tỷ tỷ năm, chúng ta muốn thấy nguyên hình, không có khác gì hết.
Chúng ta muốn thấy được cái hình bóng Đức Phật Bổn Sư như thế nào, khi chúng ta đó, khi đó lúc đó chúng ta sẽ thấy rõ. Chúng ta muốn thấy được pháp hội Đức Phật đã thuyết ở Linh Sơn như thế nào, ở thuyết ở Tịnh Xá Kỳ Viên như thế nào, tất cả những cái điều đó đều hiện rõ ràng với chúng ta, không sót mất. Vì vậy là chuyện xảy ra mấy ngàn năm vẫn không mất, và hàng tỷ năm sau nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Nhưng chúng ta không thấy được bởi cái thời gian trôi qua dùng dục cho chính mình. Chúng ta không thấy được bởi sự ngăn che của lục căn này. Chúng ta không thấy được bởi vì ngũ ấm ngăn che chúng ta, chứ không phải là những cái chuyện đó không còn. Thì ra khi mà chúng ta đến cái những cái mảnh đất ở nơi Ấn Độ, chúng ta chỉ là những người cảm nhận một cách là có khi những người tâm thanh tịnh rồi cảm nhận năng lực ở nơi Đức Phật thành đạo, có khi người cảm nhận được năng lực ở nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, vân vân. Những chuyến hành hương Ấn Độ có rất là nhiều người lý luận như vậy. Mà đó chỉ là những cái tâm của những người còn ở trong cái dòng sinh tử, cảm nhận được chút gì đó thôi. Nhưng thực sự nếu phút giây đó chúng ta muốn thấy được cái chuyện thành đạo của Đức Phật, thì chúng ta phá vỡ cái riêng tư của mình, phút giây đó chúng ta sẽ thấy được Đức Phật thành đạo cái kiểu gì, Đức Phật hình bóng ra làm sao, khi thành đạo có bao nhiêu chư thiên ở cõi nào tới đảnh lễ cúng dường Đức Phật, người nào là người đầu tiên cầu thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, và Đức Phật nói lời pháp đầu tiên như thế nào, y như là mình thấy trong tivi rõ ràng từng việc một. Đó mới được gọi là cảm nhận được cái gì ở nơi mảnh đất Phật khi chúng ta tới đó, chứ không phải cảm nhận là chúng ta có cái ấm cái lạnh cái này cái kia bình thường, không phải như vậy. Cảm nhận vậy còn xa lắm đó. Thành ra nếu chúng ta ở nơi đây mà chúng ta đã nhập trong cảnh giới tánh toàn chân rồi á, thì cái chuyện xảy ra Ấn Độ giống như cái chuyện xảy ra trước mình hiện tại, mình cũng có khả năng thấy biết đó. Thì ra nên tới chỗ đó rồi thì mình mới biết rằng mình đã tan biến cái riêng tư của mình để mình hòa nhập vào cái pháp giới tánh toàn chân, thông đồng với mười phương pháp giới này, không có một cái sự sai biệt. Cho nên chỉ cần chữ tác ý của một người nào đó ở mười phương là người này sẽ nhận và hiểu được. Như vậy là tất cả chư Phật ở khắp mười phương pháp giới như số cát không hằng tác ý để cho A Nan biết rằng cái chuyện này là cái chuyện dính mắc trong cái câu sinh vô minh, là đầu rút của mình, cái rút mắc của mình là lục căn, và cái tháo gỡ cũng từ lục căn. Lúc đó A Nan cảm nhận được cái điều chỉ dạy nhiệm màu này của chư Phật mười phương bằng cái ngôn ngữ gốc của các vị. Lúc đó A Nan có cảm nhận là từng vị Phật một, nhưng mà điều này mới là điều dễ sợ nè. Nếu như bây giờ một người nói cho một người nghe theo cái kiểu của mình bây giờ nha, ví dụ như nó là lành thai A Nan, ông muốn biết câu sinh vô minh là cái đầu gốc khiến ông phải luân chuyển trong sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải là một cái việc gì khác. Ông muốn biết tính vô thượng bồ đề khiến ông mau chứng an lạc giải thoát tịch tịnh diệu thường cũng là sáu căn của ông chứ không có việc gì khác, thì nó mất bao nhiêu? Một phút, ít lắm là một phút. Hai Đức Phật nói cho mình nghe, mình không thể nghe một lượt hai âm thanh theo kiểu phàm của mình, thì phải đợi ông Phật này nói xong rồi tới ông Phật kia nói, đúng không? Thì sẽ mất hai phút. Và mười vị Phật thì mất mười phút, một trăm vị Phật thì mất một trăm phút, là hơn tiếng đồng hồ rồi, khoảng tiếng rưỡi đồng hồ. Mà chư Phật khắp mười phương pháp giới này nhiều như số cát sông Hằng, thì vậy là A Nan nhận như thế nào để tất cả những ngôn âm của Đức Phật sẽ tới với mình cùng một lúc? Chúng ta thấy chỗ này chưa? Chúng ta không phân tích, chứ phân tích ra chúng ta thấy chỗ này nó lạ lắm, nó lạ lắm. Làm gì mà có thể nhận được âm thanh của bốn người nói? Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà lắng tâm cho kỹ thì dữ lắm là cái âm thanh rõ ràng tường tận từng chữ một của ông thầy nói mình nghe thôi, người kế bên mình không để ý, mình không có nghe được. Đúng không? Nghe nhưng mà chúng ta không hiểu được. Chúng ta phải thấy cái điều này nha, đây là cái điều lạ ở trong kinh điển. Thật ra khi mà chúng ta muốn nói chuyện tới ngôn ngữ gốc thì quý Phật tử nên để ý cái điều này. Không dễ gì mà chúng ta nghe một lượt năm người nói mà chúng ta hiểu hết năm người này nói cái gì, đúng không? Ví dụ như có một cái chuyện là mình đang nghe điện thoại, mình trả lời điện thoại này và mình viết cái gì ở dưới mà không sai lỗi chính tả thì đã là giỏi lắm rồi. Phải không? Tức là mình vừa hiểu và trả lời một cách chính xác của điện thoại một người đang nói mình, và hiểu và trả lời một cách chính xác trong cái bài viết của mình.
Hay lắm rồi đó, hai người là quá rồi. Tới người thứ ba là có chừng có lệch lạc. À, hồi xưa chúng tôi nghe có một vị hòa thượng mà vừa đọc một bản chữ Hán và cái tay trái dịch ra tiếng Việt, tay phải dịch ra tiếng Anh. Nãy lắm rồi, dịch chính xác rồi nha. Và đồng thời có người đứng hỏi, hòa thượng cũng trả lời được như vậy nữa luôn. Coi như giống như cái dạng phân thân được, tuyệt vời rồi đúng không? Đó, chúng ta phải hiểu được cái giá trị này. Thì vậy tại sao tất cả chư Phật mười phương nhiều như số cát sông Hằng mà trong một khoảnh khắc một A Nan nghe và hiểu được hết là sao? Này là vấn đề đúng không? Nghe bằng lỗ tai này một cái là nổ một cái đùng không phải là vừa, không thể nghe và tiếp nhận âm thanh đó bằng lỗ tai rồi, chắc chắn là không thể bằng lỗ tai rồi. Đây là vấn đề chúng ta phải hiểu. Thấy nhiều khi chúng ta đọc qua chuyện chúng ta tưởng như nó là huyền thoại, nhưng không, Đức Phật muốn nói điều gì ở đây? Nghe bằng cái lỗ tai nghe nổi không? Nghe lỗ tai là chắc chắn không thể nghe được cái chuyện này. Đó, nhưng mà chúng ta có khi chúng ta đọc lớt lớt qua cái này, cái chúng ta thấy nó không có giá trị gì hết. Nhưng mà phân tích mình mới thấy chuyện này không đơn giản. Không ai ngồi đây có thể nghe 10 người nói một lượt và có thể tiếp nhận đúng tất cả những lời nói của 10 người, đúng không? Ai ở đây có khả năng đâu, đưa tay tôi coi. 3 người nói mà mình hiểu được hết một lượt thôi, người này lên bàn để cho tôi lại được rồi đó. Như vậy mà tất cả chư Phật mười phương nhiều như số cát sông Hằng, tức có nghĩa là cái số tính điếm không thể được nữa rồi. Ví dụ như ngồi đây đại chúng chúng ta khoảng 500 hoặc 1000 người ở đây mà đồng nói cho một người nghe thì chúng ta làm sao chúng ta nghe nổi? Vỡ đầu vỡ óc mà chết chứ đừng có nói mà nghe được. Mà chúng ta còn hiểu nữa. Thì đây là một điều khó. Cho nên ở đoạn trước Đức Phật nói là đại chúng đã được cái việc chưa từng có rồi, tức là đại chúng đang ở trong một cái việc không thể có như từ trước đến giờ. Cả cuộc đời đại chúng không bao giờ được chuyện này, nhưng mà khoảnh khắc lãnh lễ cầu pháp của Đức Phật với cái tâm thiết tha đó, tự nhiên cả đại chúng đều ở một cảnh giới chưa từng có. Vượt khỏi cảnh giới phàm mới đủ sức tiếp nhận được cái năng lực, cái lời nói, cái bài pháp của chư Phật mười phương. Có nghĩa là phút chốc này các vị không còn ở cõi phàm để nghe theo kiểu lỗ tai phàm phu của mình nữa, mới đủ sức. Đó, chúng ta thấy từng đoạn Đức Phật nói như vậy, nhưng mà nó có một cái sự gắn kết, chứ không phải là từng đoạn nó rời rã. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu được những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng cái lời nói của chư Phật mười phương nói cho A Nan nghe, bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, ủa nghe kiểu nào, nghe kiểu nào, nghe bằng cách gì mà ông nào nói A Nan cũng hiểu hết. Không, giờ đặt thử lại đi, mình có đủ sức để có thể hiểu nổi cái ông ở bên nước Mỹ qua nói mình, nếu mình không hiểu tiếng Anh, ông nói tiếng của ổng. Một ông Campuchia qua nói tiếng Campuchia, người Lào nói tiếng người Lào, người Thái Lan nói tiếng Thái Lan. Nếu mà một người mà giỏi tất cả các thứ tiếng này đi nha, có nghĩa là chúng ta cũng hiểu được tiếng Thái Lan, chúng ta cũng hiểu được tiếng Lào, chúng ta cũng hiểu được tiếng Campuchia, chúng ta cũng hiểu được tiếng Anh, bốn thứ tiếng đó thôi. Thì như là bốn thứ tiếng của bốn nước nói cho mình nghe một lượt đó, mình có thể hiểu được, tức là mình dịch ngược được tiếng Anh ra tiếng Việt thì có thể được rồi. Nhưng mà nói tiếng Lào mình có thể hiểu theo cái kiểu nghĩa của Việt Nam, nói tiếng Campuchia mình có thể hiểu theo kiểu nghĩa Việt Nam, mà nói tiếng Thái Lan mình hiểu theo kiểu nghĩa Việt Nam, là cái đầu nào có thể xài kịp cái chuyện này không? Chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích thì chúng ta thấy cái chuyện này không đơn giản. Cho nên cái cảnh giới Phật pháp nó là một cái gì đó nó vượt khỏi tâm thường. Thì chỗ này là tất cả đại chúng đều được việc chưa từng có rồi, cho nên mới cảm nhận được những cái điều này của chư Phật. Nhưng mà đại chúng này thì hiếm lắm, không phải là tất cả các vị đều được. Trong số này thì chỉ có một số vị thôi, trong đó đại diện là Ngài A Nan. Chỉ cần rất khó có người được trong cái cảnh giới đó. Bây giờ tới cái đoạn thứ ba, Đức Phật chỉ căn trần dùng để lựa chọn mà bỏ vọng thức. Ông A Nan tuy được nghe pháp như thế nhưng tâm còn chưa rõ nên cúi đầu bạch Phật: thế nào khiến con sinh tử luân hồi hay an lạc diệu thường cũng đều do sáu căn của con chứ không phải vật gì khác. Phật bảo A Nan, căn và trần đồng một nguồn, triền phược hay giải thoát không hai, thức phân biệt là hư vọng như hoa đốm giữa hư không. A Nan, do trần mà phát ra cái biết của căn, nhân căn mà có cái tướng của trần, tướng và kiến không có thật tính, như những hình cây lao gác vào nhau vậy. Chỗ này A Nan không phải là không hiểu,
mà A Nan đại diện cho tất cả chúng ta bắt đầu hỏi lại cho nó cặn kẽ hơn cái điều mà chư Phật mười phương vừa nói cho A Nan nghe. Thì bây giờ cái căn bản sinh tử là cái gì? Căn bản an lạc giải thoát là do sáu căn. Điều này chúng con không hiểu. Tức là khiến sinh tử luân hồi cũng là sáu căn, khiến con được an lạc dị thường cũng đều là do sáu căn, con không hiểu. Xin Đức Phật giải thích lại. Là Đức Phật muốn đại diện cho cái căn cơ kém cỏi như mình ở đây. Ủa ngài A Nan đại diện cho căn cơ kém cỏi như mình đây, hỏi lại thì Đức Phật giải thích. Căn và trần đồng một nguồn triền phược hay giải thoát. Tức là giữa căn và trần á, cái triền phược và cái giải thoát không phải là hai. Cái thức phân biệt là hư vọng như hoa đốm giữa hư không. Bây giờ là chúng ta hay đọc kinh, chúng ta gặp là cái lục căn hoặc là lục trần. Và ở chỗ chúng ta gọi là thập nhị xứ, có chỗ gọi là thập bát giới. Tức là sáu căn của mình và sáu trần gọi là thập nhị nhập. Ví dụ như mắt là nhãn căn, thì á dưới trần là gì? Sắc trần, đúng không? Tai gọi là nhĩ căn, dưới trần gọi là thanh trần. Đó, mũi gọi là tỷ căn, dưới thần gọi là hương trần. Như vậy là hai cái này, nếu mà chúng ta có mắt thì chúng ta sẽ thấy được hình sắc, chúng ta có tai thì chúng ta sẽ nghe được âm thanh, và cho tới chúng ta có ý thì chúng ta sẽ nhận biết được pháp trần. Thì như vậy là được gọi là thập nhị nhập. Thì trong lúc mà hai anh này thấy nhau á, thì liền có cái anh thứ ba là thức phân biệt, thì được gọi là thập bát giới mà tám giới. Thì không ai ra khỏi 18 giới này khi chúng ta đã có mặt ở trần gian này. Chúng ta đã có mặt ở đây thì 18 việc này luôn luôn hiện hữu. Khi có đầy đủ căn trần rồi thì chuyện này luôn luôn hiện hữu. Ví dụ như Đức Phật ở đây, Đức Phật nói là trần, tức là A Nan, do trần mà phát ra cái biết của căn, nhân căn mà có cái tướng của trần, và cái thấy không có thật tính như những hình cây lao gác vào nhau. Nếu bây giờ mình không có mắt thì cái hình sắc phía trước mình không thấy, đúng không? Mắt mình hư rồi thì chúng ta không thấy hình sắc phía trước, tức là căn không có xài được. Cái căn lỗ tai mình không có xài được thì chúng ta không nghe được âm thanh xung quanh. Cái mũi chúng ta hư rồi chúng ta không ngửi được mùi vị. Cái lưỡi chúng ta mà hư rồi chúng ta không nếm được vị. Cái thân chúng ta bị tê liệt hết cái hệ thống thần kinh cảm giác rồi, chúng ta không bao giờ biết nóng biết lạnh nữa. Và cái ý chúng ta bít lắm rồi, chúng ta không có phân biệt được những cái hình ảnh ở trong thân, trong tâm của chúng ta là tốt là xấu, là đúng là sai. Thế vậy là cái khoảnh khắc mà căn và trần chạm nhau để tạo ra một cái biết, cái thấy, thì lúc đó chưa có gì hết á. À, chúng ta thấy á, khi cái căn hiện ra ở đây, tức là bây giờ chúng ta thấy là hai cái mà đang hoạt dụng mạnh nhất của mình là cái đang thấy và cái đang nghe. Quý vị đang ngồi ở đây thì nhìn về phía trước tất cả hình ảnh quý vị thấy rõ, đúng không? Và cũng ngồi tại đây mà tất cả âm thanh hiện ra trong một khoảnh khắc này chúng ta cũng nhận biết rõ. Hai cái này nó mạnh nhất, có nghĩa là chúng ta vừa thấy vừa nghe một lượt, đúng không? Có lệch chút nào không? Có khi nào mà cái thấy trước cái nghe không? Chúng ta phải thấy được những cái điều này. Và lúc này lỡ có một cái mùi thơm hoặc là mùi hôi thì cả đại chúng chúng ta một lượt nhận biết, không ai nhận trước ai. Và như vậy là chúng ta vừa thấy vừa nghe và vừa ngửi được rồi. Lúc này là khí hậu nóng quá, tất cả ngồi đây đều bị nực lên, thấy không? Bây giờ thân chúng ta bắt đầu xúc chạm nữa rồi. Thì lúc này mà chúng ta lỡ mà có được cho ngậm một cái loại kẹo như nhau thì trong một khoảnh khắc đó chúng ta cũng nhận biết được cái vị ngọt của kẹo nữa, là năm căn rồi. Thì vậy là trong khi đó cái đầu chúng ta nghĩ cái gì chúng ta cũng biết luôn.
thì chỉ là gọi là sáu căn. Sáu căn nghe một lượt biết được sáu trần. Chúng ta hiểu được điều này á, chúng ta mới thấy điều kỳ diệu cơ thể của mình. Và sự thật thì sáu căn này liên tục rõ biết sáu trần không sai biệt, tức là không có ai trước, không ai sau hết đó. Ngay trong một khoảnh khắc thì sáu căn đều nhận biết sáu trần. Nhưng ở đây do trần mà cái căn này mới biết. Ví dụ như do cái hình sắc mà mình mới lộ ra cái thấy mình, do cái âm thanh mình mới có được cái nghe. Thì hai cái này nó làm nhân làm quả với nhau để thành hình. Nhưng mà cái lúc đầu chúng ta vừa nghe âm thanh á, mà cái thức chưa phân biệt á, thì chúng ta có nghe không? Có. Nó mà chúng ta phải thấy từ từ lại. Thì vậy là ở chỗ này muốn nói để chúng ta nhận được một cái loại công phu của mình. Bây giờ mình nghe âm thanh, đang lúc chúng ta thiền định, chúng ta nghe những âm thanh vang vọng bên ngoài, ở khắp nơi nó dồn về mình. Lúc đó chúng ta nhận biết từng âm thanh một hết rồi, không có sót đâu. Tâm chúng ta thanh tịnh nhiều hơn thì chúng ta sẽ nhận được âm thanh nhiều hơn ở khắp nơi. Và nếu chúng ta dừng lại ở ngang đó đó thì căn trần hoàn toàn không có dính nhau. Không có dính. Căn mới nhận rõ, căn và trần mới bắt đầu tiếp xúc thôi. Nhưng bắt đầu ngay cái khoảnh khắc đó anh thức, anh làm việc. Mà anh này anh nhảy đến cái mức độ là mình không có kịp cái gì hết trơn á, vừa thấy là anh đã có chuyện à. Vừa thấy là anh phân biệt rồi, vừa nghe anh phân biệt cái thức này nhạy quá. Do cái thức này mà làm cho căn trần bắt đầu dính nhau. Chứ nếu cái thức này mà không có thì chúng ta không có sự vướng mắc sau này. Khi chúng ta thấy là thấy mà hằng thức không phân biệt, thì sau khi chúng ta thấy nó rồi là chúng ta sẽ không bị vướng mắc ở nơi tâm thức của chúng ta. Cho nên ở đây Đức Phật nói là khi cái có căn nó làm nhân quả để chúng ta biết được trần, khi có trần làm nhân quả để cái căn chúng ta biết rằng cái căn chúng ta đang hiện hữu là con mắt chúng ta đang hiện hữu để chúng ta có thể thấy được hình sắc rồi, thì lúc đó cái thức bắt đầu phân biệt. Nhưng đây Đức Phật khẳng định rằng cái thức này, thức phân biệt này là hư vọng như hoa đốm giữa hư không. Ở đây chúng ta có thể dễ thấy hoa đốm hư không lắm. À, chúng ta dụi mạnh con mắt mình buông ra cái mình thấy chiếu ngoài. Cái đó Đức Phật gọi là hoa đốm giữa hư không. Khi mà con mắt chúng ta có một chút vấn đề gì đó thì cái loại này nó không có thật. Tức là khi con mắt chúng ta bị có vấn đề, chứ mắt bình thường thì tự nhiên chúng ta không thấy hoa đốm. Có khi ai giỡn đập mặt mạnh vô mắt mình chút cái mình thấy chiếu ngoài. À, thì lúc đó gọi là thấy hoa đốm ở hư không. Thì như vậy là phút chốc con mắt chúng ta có vấn đề thì chúng ta liền thấy cái đó. Cho nên Đức Phật nói là cái đó là cái gì nó hư ảo không thật. Hoa đốm ở hư không là cái gì hư ảo không thật. Không phải là cái mà nó tồn tại, nó được sanh ra thế này thế kia, mà do mắt bệnh thôi. Lúc phút chốc mắt chúng ta bệnh thì cái chuyện đó mới hiện ra. Thì như vậy là căn trần vừa chạm nhau và có cái thức phân biệt hiện ra đó, chúng ta đã nhận định cái điều này là đúng, điều này là sai, điều kia là hay, điều nọ là dở là do cái gì? Hư vọng sanh khởi. Nếu chúng ta thấy đây là cái rút, nếu chúng ta thấy rằng ngay cái thấy mà mình nhận định đúng sai hay dở nó là hư vọng, ngay cái nghe mà chúng ta nhận định nó là đúng sai hay dở là hư vọng, ngay cái ngửi mà chúng ta nhận định tốt xấu là hư vọng, và nơi lục căn tiếp xúc với lục trần và cái thức phân biệt này chính là hư vọng, cái nhận biết, cái tri kiến của mình chính là hư vọng, thì chúng ta thoát đi cái sự vướng mắc của căn trần. Còn nếu chúng ta mình thấy ồ tôi thấy này là thật nè, thấy bữa nay là cái này nó đẹp thiệt nè, cái kia nó xấu thiệt nè, cái lời nói này là thật nè, lời nói nó là hay nè, lời nói nó là đúng nè, ví dụ vậy, thì vậy là chúng ta chưa thấy căn trần là hư vọng. Và khi chúng ta chưa thấy căn trần hư vọng thì chúng ta tiếp tục bị vướng mắc. Cho nên ở đây khi màu đầu Đức Phật muốn nói căn trần và thức thì Đức Phật gợi cái từ hư vọng giống như hoa đốm giữa hư không. Bây giờ khi mà chúng ta nhận con mắt của mình, để con mắt mình nó chiếu bên ngoài, mình có cần làm cái gì để cho nó hết cái hư vọng này không? Đây là vấn đề tu tập.
những cái ảo ảnh hiện ra nơi tâm của mình, những cái buồn thương giận ghét gọi là cái ảo vọng, ảo ảnh nó hiện ra nơi tâm của mình, mình có làm gì để cho nó hết không? Giống như con mắt giờ nhận vô để cho chiếu vậy, rồi mình có làm gì? Mình đi đè, mình đập, mình diệt để mình trừ cái hoa đớm này để cho con mắt mình nó đừng có thấy nữa hay không? Nếu chúng ta diệt trừ cái hoa đớm là chúng ta sai hay chúng ta đúng? Mà từ xưa giờ chúng ta quen làm cái kiểu đó. Đang ngồi lắng tâm thanh tịnh, cái vọng niệm xảy ra là chúng ta đập vọng niệm để cho nó được yên lặng. Giống như một người đập hoa đớm giữa hư không vậy. Chỗ này càng đi sâu vô công phu chúng ta sẽ bàn thêm. Thì vậy là Đức Phật dạy tiếp là lựa bỏ cái giả dối để hiển bày cái chân thật thanh tịnh. Thế nên nay ông chính nơi tri kiến mà lập ra cái tướng tri kiến là cội gốc của vô minh. Chính nơi tri kiến mà không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu thanh tịnh niết bàn. Làm sao trong ấy lại còn có vật gì khác được? Cái câu này chúng tôi nghĩ là nhiều người thuộc rồi, đúng không? Ai nói chuyện cũng hay thuộc cái câu tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Câu này là gần như ai cũng thuộc lòng, nhưng mà đây nằm trong cái khoảng này của Kinh Lăng Nghiêm. Thì xưa giờ nhiều khi mình học thuộc mà mình không biết nằm đâu, phải không? Bây giờ mình bắt đầu thấy lại trong Kinh Lăng Nghiêm, trong cái quyển thứ 5, trong đoạn thứ 4, quyển 5 và đoạn 4 này. Đấy. Thì Đức Phật lại nói là gì? Nơi tri kiến tức là nơi cái thấy biết hiện tiền này nè. Mà lập ra cái tướng tri kiến. Thì chúng ta bắt đầu nói tới cái chuyện chúng ta đang tu rồi nha. Đang tu ngay tại đây chứ không phải đợi ngồi thiền. Ngồi đây chúng ta bắt đầu tu với căn trần nè. Bây giờ ngay cái hình sắc đang hiện ra trước mắt của mình, thì chúng ta làm sao gọi là tri kiến mà lập tri, làm sao gọi là tri kiến mà không lập tri? Thử nói nghe coi. Nói bằng công phu, nói bằng sự tu hành của mình ngay tại đây để thể hiện là chúng ta có tu hay là không. Nếu bây giờ mình có tu thì gọi là tri kiến mà không lập tri, tức là gốc của niết bàn, an lạc. Còn tri kiến mà lập tri tức là gốc của sinh tử. Thì bây giờ làm sao trong cái chỗ này, ngay cái thấy này mà chúng ta có sự an lạc của niết bàn, hoặc là ngay cái thấy này chúng ta lại bị sinh tử luân hồi? Thấy thì sao gọi là tri kiến không lập tri để mình được sự an lạc đó? Thành ra An An hồi nãy nói là con giống như rác cách nhật nhỉ. Thật sự không phải được nguyên ngày an lạc đâu. Thật nguyên ngày an lạc là phước báo lớn lắm, công phu dữ dội lắm. Nhưng mà cách nhật á, Đức Phật ở ngày An An nó hơi dài, nhưng mà phải nói là cách nhau từng khoảnh khắc, mới khoảnh khắc trước mình yên, khoảnh khắc kế cái mình bất yên, khoảnh khắc kế mình yên, khoảnh khắc kế mình bất yên, chứ không phải là cách nhật nữa, mà cách từng khoảnh khắc một. Nhiều lắm là mình an lạc được 1 phút, rồi 1 phút kế mình bất an. Không, là giỏi rồi đó chứ không phải đơn giản. Kéo dài được 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút được an lạc là người đó giỏi lắm rồi. Thì giờ nếu mà nói về công phu nữa là chúng ta, mà câu này được thường dẫn ở trong các thiền môn, và thậm chí có các chùa cũng dán cái câu này lên làm cái kim chỉ nam tu hành. Thì vì cái điều này chư Phật mười phương nói chứ không riêng Đức Từ Phụ của mình nói. Thì như là thấy biết mà lập ra cái thấy biết thì gốc của vô minh, rõ ràng chưa? Bây giờ thấy làm sao gọi là thấy biết mà lập ra thấy biết? Ví dụ như quý vị đang thấy tất cả hình thức trước mắt mình, thì thấy như thế nào gọi là cái thấy mà lập thành cái thấy? Thấy như thế nào? Ai mà giải thích được cái này thì chúng ta có thể tự tại ăn ngủ từ sáng sớm tới chiều tối, bảo đảm chư thiên cũng lễ lại mình cúng dường. Chứ người ta là người vượt ngoài tam giới rồi mà. Còn chỗ này mà mình thấy không được thì sinh tử mình không phá nổi. Thật ra phá vỡ sinh tử không phải là chuyện gì lớn lao lắm, mà cái chuyện nghi tại đây mà chúng ta cái thấy không lập thành cái thấy biết là xong chuyện. Đâu có lớn đâu, đúng không? Ngay cái khoảnh khắc này nè, ngay cái thấy biết hiện tiền này mà không lập thành cái thấy biết là chúng ta ra ngoài tam giới này liền. Không? Cái chuyện tu nó chỉ là một chút xíu, giống như cái khải móng tay ra ngoài tam giới, không có khó. Không có khó.
Vậy mà mình dụng công cả đời trầy di rốt giải mà chưa ra nổi, là do chúng ta không thấy được cái điểm này. Mà làm sao từng cái khoảnh khắc một của căn trần vừa chạm nhau để chúng ta không lập tri kiến? Thì rõ ràng là đoạn trước Đức Phật đã nói rồi đúng không? Ít ra muốn tới cái chỗ này thì bản thân của tất cả những người tu tập phải tới chỗ nào? Tới cái đoạn trước Đức Phật nói. Đoạn trước là gì? Là tất cả những cái tri kiến đều là hư vọng, giống như hoa đốm giữa hư không. Trong đời chúng ta chưa có một lần ra những cái chuyện mình đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đó là hư vọng. Thì chúng ta khó ra thiệt á. Cái gì cũng là thiệt với mình hết. Và tất cả mọi cái đến với mình đều là thiệt hết á, thì mình không giải quyết được sinh tử đâu. Cho nên Đức Phật cũng dẫn từng bước rất rõ ràng cho mình. Bây giờ muốn đến cái chỗ mà phải thâm nhập và hiểu biết được cái tri kiến lập tri hay là không tri kiến lập tri á, thì mình phải bước qua cái cửa ngõ là tất cả mọi cái đều là ảo thực sự với mình. Bây giờ ai có thể thấy được cái đẹp cái xấu là ảo chưa? Không, đó là mình trở lại với cái việc riêng của mình. Bây giờ người ta có thể nói nặng mình câu, mình có thể tu nổi. Sáng sớm mới mở cửa ra vừa thấy mặt mình, trời ơi, tôi thấy cái mặt bà mà tu cái gì? Mặt vậy mà nói tu là tu làm sao, tôi không tin nổi rồi nha. Thì mình có thể nhịn được. Tu gì tu rị, tu mỏ chứ tu gì, nói thêm câu nữa là bắt đầu nghe nó khó chịu rồi. Bắt đầu từ cái thấy quyển, bây giờ bắt đầu thấy nó hơi lộ lộ hình. Nói thêm câu hai câu nữa nó lộ tướng ra liền. Đó, lúc đó mình thấy cái ngôn ngữ này là thật liền, cho nó hết là quyển rồi. Thành ra khi mà chúng ta nghe, chúng ta thấy, mà dù là thấy lâu, thấy mau, thấy nhiều hay thấy ít, thấy tốt mà thấy xấu, mà tất cả những cái thấy nó đều là thấy, chứ nó không thêm bớt gì. Ví dụ như nghe thì họ có chửi câu nhẹ hay câu nặng hay chửi ít, hoặc là chửi nhiều, chửi hoài, chửi 1 giờ, 2 giờ, 5 ngày, 7 ngày, 1 tuần, 1 tháng, họ cứ chửi hoài cái câu như vậy. Mà chúng ta chưa từng nghe có một cái rợn lăng tăng nào khó chịu hết. Giống như bây giờ đối diện với người họ vừa chửi mình mà họ vừa phun nước miếng vào mặt mình, trời đất ơi, chịu không nổi rồi. Thiệt đó chứ không phải chơi á, trở thành thiệt. Nhưng mà hồi chửi thì mình thấy nó rẻ tiền lắm. Nhưng mà phun nước miếng cái bịch vô mặt mình cái là thấy nó đầu nó nặng rồi, coi thường mình rồi, sỉ nhục mình rồi. Ví dụ vậy là chúng ta đã bắt đầu thấy thiệt. Cho nên phải muốn tới cái chỗ tri kiến mà không lập tri, thực sự là chúng ta phải qua cái cửa ngõ kia đi. Một lần trong đời của mình thực sự thấy rõ là căn trần thức nó là ảo, giống như hoa đốm giữa hư không. Chúng ta tưởng tượng hoa đốm giữa hư không. Để trở lại công phu của mình hồi nãy nè. Bây giờ khi mình nhận con mắt, nó buông ra cái nó chiếu cái nó mất. Nó tự mất khi mắt mình trở lại bình thường. Tức là khi một con người mà bắt đầu thấy đúng, trở lại theo cái kiểu bình thường á, thì nó sẽ không có hoa đốm. Thì cái trí tuệ mà chúng ta thấy bình thường á thì không có buồn thương giận ghét. Cho nên lúc nào chúng ta thấy rằng mình có buồn cái gì đó, mình có thương ai đó, mình có giận cái điều gì đó, mình có rút mắt cái gì, mình có phiền hà cái gì, thì biết rằng lúc đó chúng ta thấy gì? Chúng ta đang bệnh. Chúng ta thấy bất thường. Thấy không đúng, ở đây không bình thường. Tức là lúc đó cái trí tuệ chúng ta nó bị nhòa, bị nhậm gì rồi. Giống như cái đèn bình thường chúng ta thấy bình thường rồi, tự nhiên bữa nay cái mình thấy cái đèn nó có hào quang, nó nhòa. Tức là lúc đó mắc bệnh. Thì khi chúng ta thấy không có đúng sự thật, ngay khi nó hiện hữu, tức là lúc đó chúng ta đang bệnh. Chúng ta phải thấy được điều này. Thật ra cái việc mà tri kiến không lập tri á, thì mình nghĩ rằng bây giờ mình đối diện với trước mọi hình sắc, cái mình gán mình đừng cho mình khởi niệm, đúng không? Xưa nay chúng ta đã từng tu kiểu này đúng không? Nói để lòi ra cái công phu cũ của mình. Lâu nay chúng ta đã tu cũng cực lực lắm nha. Trời ơi, tôi nghe âm thanh mà thầy biết không, rồi tôi gán, tôi giữ cho tâm tôi thanh tịnh, để mà người kia chửi tương tiếng hai tiếng hồ, tôi không có khởi niệm nào bực bội hết á. Gọi là tri kiến làm đi. Thành ra là thấy các chùa có chơi cái trò là lấy con khỉ này, con trai bịt mắt con trai này, nhét lỗ tai rồi đó, để cho căng trần đừng có dính nhau.
Thì đó là cách công phu. Nhưng mà thật sự người đó đã nhận lầm ý của Phật. Trước kia Đức Phật đã chỉ cho mình một câu là khi cái thức phân biệt nên căng trần là ảo rồi. Ảo thì đừng có nói lấy và bỏ chỗ này. Cái hoa đốm đó mình muốn lấy lại lấy được không? Đâu được, nó muốn bỏ, bỏ còn không được. Mình phải thấy ra được cái sự thật này. Nói thì nói vậy nhưng mà cái hồi mà chúng ta công phu, chúng ta phải thấy đúng như thật này. Cho nên khi mà chúng ta ngồi tại đây cũng như là lúc mà chúng ta về nhà chúng ta tu tập á, khi tức là lên bộ đoàn chúng ta ngồi kiết già lại thì chúng ta phải trở lại. Cái này gọi là cái gì? Gọi chúng ta huân tập. Huân tập cái thấy biết đúng như thật này của Đức Phật đã dạy. Phải không? Bây giờ khi mà bắt chân ngồi kiết già chúng ta tự nhắc mình gợi lại cái ý của Đức, gợi lại cái lời của Đức Phật dạy là tất cả những cái vọng thức xảy ra nơi tâm nó chỉ là ảo giống như hoa đốm giữa hư không thôi. Bây giờ ảo đó mình lấy không được, mình bỏ không được. Nhưng mà lúc đó có sự hiện diện của hoa đốm, có hư không và có cái thấy biết. Thật ra bây giờ mình cái hiện diện của mình trong cái phút giây này, trong phút giây đang thiền định của chính mình là một sự hiện diện của một sự rõ biết. Đó là sự hiện hữu của chính mình. Và mọi cái đang hiện ra trong cái hiện hữu rõ biết đó. Và chúng ta chỉ là người hiện hữu rõ biết. Để mọi cái hiện trong cái hiện hữu đó thì chúng ta liền rõ biết. Mà lúc đó không lập thành căn, không lập thành trần. Chúng ta từ từ trở lại gốc nè. Nếu mà chúng ta có công phu để chúng ta chuẩn bị dọn dẹp đường để đi về. Dọn dẹp đường đi về. Đầu tiên chúng ta cứ có một chút đó đi. Có một chút gọi là quân tập trở lại. Mình mới thấy được là tất cả những cái ý niệm, những cái động khởi nơi tâm nó là ảo, nó là hoa đốm giữa hư không giống như Đức Phật nói. Và mình nhìn thấy rõ ràng từng ý niệm khởi ra có phải giống như vậy không? Tức là mình phải tự xác chứng để mình có một cái thấy đúng như mình đang hiểu. Thì lúc đó mình lắng tâm, mình thấy cái ý niệm nó khởi lên rồi nó cũng tự mất. Không phải mình công phu mình trừ khử nó, không phải mình dọn dẹp nó, không phải mình xua đuổi nó, mình đè nén nó. Tất cả những cái đó không phải. Mà mình phải nhìn lại coi có phải đúng vậy không. Một lần thứ nhất mình thấy rõ ràng vọng niệm hiện lên, mình đâu có làm gì nó đâu. Và nó hiện lên rồi nó cũng tự đi. Chứ nó chưa nói là nếu mà tôi hiện ra vậy, nếu mà không trả tiền xăng tiền dầu tôi không đi. Không có, nó không có ý niệm nào nói điều đó. Nó không bất thường mình, đúng không? Thì như là cứ để yên và ngắm nhìn một ý niệm xảy ra như mình đang ngắm nhìn đó, hoa đang nở như vậy. Thì nó hiện đó như thế nào, nó hiện từ yếu cho tới mạnh, từ mạnh cho đến nó dừng lại một khoảnh khắc nhỏ gì, bắt đầu nó yếu dần dần mà nó tự tan biến. Chúng ta phải thấy chính cái sự thấy rõ này để nó khẳng định cái thấy huyễn của mình. Từng ý niệm xảy ra để khẳng định cái hiểu, cái tri kiến huyễn của mình cái đã. Cho đến mức độ mà chúng ta thuần thục rồi, tự trong thâm tâm của mình nó hiện ra một cái thấy cả quyết, một cái thấy rõ ràng minh bạch về tất cả những cái động của tâm đều là huyễn. Và lúc đó không cần phải lấy và bỏ nữa. Nhưng bây giờ có ai dám ngồi lại khởi ra ý niệm không cần phải lấy và bỏ không? Khởi niệm lên một cái giờ vừa nghĩ tới một chuyện kia, nếu mà nghĩ tốt thì mình có thể để, phải không? Đang ngồi thiền thì cái tâm mình á là khởi nghĩ tới Đức Phật, khởi nghĩ tới các vị Bồ Tát, khởi nghĩ đến điều lành, điều tốt thì mình cũng cảm thấy vui, tại vì nghiệp thiện mình nó nhiều. Nhưng người có tu bắt đầu khởi nghĩ tới chuyện xấu, phải lén lén, phải lấy tiền người kia, kiểu này, kiểu kia, kiểu nọ, mà làm sao để cho mình có tiền nhiều hơn, làm sao để cho mình nổi danh, đó gọi là ác niệm rồi. Thì mình lẹ lẹ, mình trừ khử, đừng cho cái này nó phát khởi nữa. Như gọi là chúng ta ngồi, chúng ta tu rồi đó. Nhưng mà tu đó là như trước giờ mình nói là cái chuyện chơi giỡn của hai đầu. Thật ra bây giờ mình mới thấy rõ ràng cái chiều hướng nghĩ thiện này cũng như cái chiều hướng nghĩ ác này mà nó là huyễn thực sự với chính mình. Thì dù nó khởi tốt hoặc nó khởi xấu, lúc đó chúng ta không bị hai đầu này làm chúng ta dao động. Tức là chúng ta có một chút an định. Và chúng ta cứ giữ cái sự bình lặng rõ biết này kéo dài, tức là chúng ta đang thiền định. Chuyện này dễ làm không? Đâu có khó gì đâu. Chúng ta giữ yên mình trong cái khoảnh khắc đang xảy ra đó. Chúng ta không có phải là cái ác. Tại vì ác nó cũng là ảo, nó hiện ra do căng trần thôi.
Chúng ta không phải nghiêng về cái thiện. Cái thiện nó cũng chỉ ảo do căn trần và thức nó hiện ra thôi. Thì tất cả những cái đó đều là những cái ảo mà mình phải thấy được. Và khi chúng ta thấy được cái ảo đó rồi á, thì chúng ta mới thấy được cái chỗ mà tri kiến không lập tri là Niết Bàn. Mà thực sự khi chúng ta thấy được căn trần thức nó hoạt dụng như vậy trong cái hiện hữu của chính nó mà mình không có làm gì hết á, thì quý vị thấy một cái cảnh giới an lạc thực sự hiện ra nơi tâm mình. Đó là cảnh giới Niết Bàn mà Đức Phật nói ở đây. Còn nếu không, chúng ta không có đủ cái tầm, chúng ta không đủ cái tầm trong công phu như vậy á, nó sẽ làm chúng ta bị động. Cho nên là ở đây, làm sao để mà tri kiến không lập tri? Không có nghĩa là khi căn trần tiếp xúc nhau, chúng ta đè nén đựng cho vọng niệm khởi. Thấy chưa? Đừng bao giờ có cái thái độ này gọi là chúng ta công phu đúng lời Phật dạy, là tôi thấy mà tôi không lập cái thấy biết. Thì cái phút chốc mà chúng ta đang rõ biết căn trần thì cũng là cái thấy biết của mình nữa, phải không? Ví dụ như mắt mình thấy hình sắc và có cái ý niệm phân biệt nên hình sắc đó, tai mình nghe âm thanh mình có ý niệm phân biệt nên âm thanh đó, thì căn trần thức đang hoạt dụng ở nước mắt rồi nên tai. Thì ở cái cửa ngõ ban đầu bên ngoài, người ta nói là người ta đang tu, cho nên bây giờ mình mắt mình thấy hình sắc mình không khởi phân biệt, tức là tri kiến mà không lập tri, chưa còn xa lắm. Cái đó gọi là tri kiến mà không lập tri thì còn ở ngoài cổng chùa, chưa vô. Bây giờ chúng ta vô cổng chùa. Giờ cổng chùa thì bây giờ cái niệm nó xảy ra nó sâu hơn ở trong cái thức thứ sáu của mình, tức là ý thức. Thì cái ý thức này nó khởi những cái vọng lăng tăng ở đầu mình, và phút giây đó cái vọng lăng tăng đó nó hiện theo chiều thiện, cái vọng lăng tăng đó nó hiện theo chiều ác, và nó có một cái khoảnh khắc không thiện không ác nữa. Có ba cái này. Cái thiện có thể làm cho chúng ta an lạc, cái bất thiện có lại làm cho chúng ta đau khổ, và cái khoảnh khắc không khổ không lạc tức là bắt đầu cái thức này sẽ nhận được cái thọ ấm đang hiện hữu ở nơi tâm. Thì làm sao cái phút này nè, đừng có làm cho cái thấy biết nó trở lại gọi là cái lập tri ở cái chiều sâu công phu này, tức là thấy biết. Thì có nhiều người sẽ dạy cho chúng ta ở sao thấy biết là thấy biết. Thế là chúng tôi có một lần gặp một cái người cũng tương đối nổi tiếng, một nghệ sĩ nổi tiếng giảng một cái đề tài là như nó đang là. Nói chỗ này mắc cười lắm. Chúng tôi dùng từ là lúng túng, lùng tung. Mà ngay cái phút chốc nó hiện hữu ở đây với tất cả những cái đang hiện hữu, chứ không có đơn giản đâu. Thấy như vậy nhưng mà nó hiện hữu đủ là mắt tai mũi lưỡi thân ý rồi, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý của mình đang hiện. Tuy nhiên là trong một cái khoảnh khắc hiện tiền này, lục căn chúng ta đang tiếp xúc với lục trần một cách rõ ràng đó, thì chúng ta lập tri là làm sao và không lập tri là làm sao? Nếu như mình thấy riêng một căn nào thôi là đã lập tri, đúng không? Bây giờ ví dụ như quý vị đang chú ý để nghe, tức là chúng ta đã lập rồi. Đang chú ý để thấy là chúng ta đã lập rồi. Thì cái sự chú ý nơi riêng từng căn để chúng ta trở thành sự vướng mắc. Bây giờ nói như vậy thì chúng ta đừng có chú ý nơi lục căn nữa, để cho lục căn được hoạt dụng một lượt, tức là đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm một lượt như thế này, và tất cả mọi cái trần nó hiện ra như thế này thì chúng ta nhận biết rõ ràng như vậy. Thì vậy là gọi là chúng ta đang công phu. Một bước này khá tốt rồi đó. Tới cái tầng này hiếm hoi lắm rồi. Nhưng mà chỗ này vẫn còn có gì? Cái biết, đúng không? Và còn có gì? Còn có cái bị biết, tức là cái mà chúng ta đang hay biết được. Cái biết đầu tiên nó mỏng bên ngoài là căn nó biết được trần. Cái biết sâu bên trong chút nữa là chúng ta đã hay biết rằng căn nó đang tiếp xúc với trần, đúng không?
Thì cái lớp biết này chúng ta phải khéo lắm, chúng ta mới có thể ở yên ở chỗ này lâu bền. Ở đây có những người mà đang tu, chúng ta phải chú ý chỗ này. Thì chúng ta bắt đầu công phu hiện tại bây giờ, chúng ta phải để ý ra, phải thấy ra điều này, chứ nếu không nó kẹt lắm. Mình nói mình tu, thật sự mình ngồi mình không có làm cái gì được đúng với cái nghĩa tu theo Phật dạy thì cả đời mình không có kết quả. Thành ra bây giờ khi chúng ta ngồi lại để chúng ta thấy rõ ràng những cái đang hiện hữu này nè, những cái lăng tăng hiện hữu này, chúng ta nhận biết một cách rất rõ ràng, tường tận từng cái một mà chúng ta đang trụ ở chỗ thấy biết, để chúng ta đang biết những cái đang hiện nơi tâm của mình. Thì tới chừng này được gọi là tri kiến mà vô kiến chưa? Thấy chưa? Đó, nếu mà chúng ta có tu, ở đây nếu là những người thật sự đang tu thì chúng ta phải thấy chỗ này nó quan trọng. Đó, cái rút để chúng ta có thể phá được mình. Chỗ này không phải đơn giản, nên chúng ta phải chú ý. Những người mà thật sự có tu tập thì việc này chúng ta phải thông. Không thông cũng được. Bây giờ chúng ta đang ở cái chỗ mà thường biết của mình, để cái gì hiện ra mình cũng biết hết, thì chúng ta được an lạc niết bàn chưa? Đó vấn đề, phải không? Đức Phật nó tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, tức là ngay như thấy biết mà không lập cái thấy biết thì chỗ đó chính là niết bàn. Thì bây giờ mình đang thấy những ý niệm lăng tăng đó mà mình không lấy, mình không bỏ nó là niết bàn chưa? Đúng niết bàn chưa? Ở khi đi vào chuyên môn mà lỡ ai đã từng tu cái kiểu này, nhưng rồi sau hết cái phá thiền tọa đó chúng ta còn lập lại tri kiến thì không phải. Cho nên nếu mà chúng ta cố gắng để được như đến chỗ này thì đó cũng là một cái xác lập mới của tâm thức, chưa phải niết bàn. Điều này hết sức quan trọng, cho nên chúng ta phải lắng tâm thực sự. Bây giờ cứ ý niệm khởi mình biết, mình đâu có làm gì đâu. Và chỗ này rất là nhiều người dạy thiền đang dạy, và những người hành thiền cũng đang hành nhiều lắm. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta có sự tập trung chú ý thì tức là chúng ta đã khẳng định có mình rồi, đúng không? Có một cái người mình và có một người chú ý, một người đang điều khiển cái sự chú ý mình cho cái sự việc là tu của chính mình, đúng không? Nó có mấy lớp không? Rất là hai lớp. Thành ra làm sao mà chúng ta phải thấy đúng như thật cái huyễn của căn trần. Khi chúng ta thấy đúng như thật cái huyễn căn trần rồi thì cái chuyện xảy ra của căn trần là chúng ta còn quan tâm không? Không. Dứt khoát là chúng ta không quan tâm. Ví dụ chúng ta thấy rõ ràng đường từ đây đi tới đằng kia nó không có cái gì hết thì không cần phải chú ý, để từng bước chân mình phải bước làm sao cho nó đừng có dấp té, tại đây là một mặt phẳng thì không thể dấp té được rồi. Chúng ta đi rất là tự nhiên, hồn nhiên, nhẹ nhàng. Và khi nào chúng ta thấy được cái đó rồi thì cái thấy mình trở lại nơi tự tâm cũng hồn nhiên, nhẹ nhàng, không phải là sự tập trung chú ý để thấy những ý niệm đó nữa. Hoàn toàn mất đi cái sự tập trung. Nhưng ai dám mất đi cái sự tập trung trong lúc công phu thì người đó mới trở thành người siêu sức. Tập trung là chúng ta gom tâm mình lại, là có mình và có sự tập trung và có cái mà mình đang thấy biết, đó là cái pháp chúng ta đang tu. Nó nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta bớt được cái gì thì cứ bớt. Bớt cái sự tập trung chú ý. Dần dần để chúng ta thấy rằng cái thấy này, cái biết này nó làm cho cái sự chú ý của căn và trần nó mỏng từ từ. Cái phân biệt của căn trần nó mỏng từ từ. Để tất cả những cái xảy ra của căn với trần này không phải là cái điều gì quan trọng để mình lưu tâm nữa. Ví dụ như nghe nó chỉ là vậy thôi. Giống như bây giờ đang để ý nghe chúng tôi, cho nên những âm thanh xào xạc bên ngoài nó chỉ là nhận biết âm thanh đó mà không có một cái sự chú ý gì về âm thanh xung quanh đó. Thì làm sao chúng ta sẽ trở lại một trạng thái tự nhiên mà rõ biết mọi điều? Khi mà chúng ta bắt chân ngồi thiền là chúng ta phải trả mình trở lại trạng thái này liền đi. Thì quý vị sẽ không hao năng lượng trong cái phút,
trong một tiếng, hai tiếng đồng hồ chúng ta đang ngồi tu. Và cả ngày cũng vậy. Chúng ta làm sao để mình thả lỏng? Tại vì mình biết chắc rằng đó, chú ý của căng trần là sai. Thì sự tập trung cũng là không đúng chứ. Tập trung làm gì đúng, đúng không? Và như vậy chúng ta bị hao tổn năng lượng trong công phu ghê lắm. Nên những người tu theo cái kiểu này là bị mất năng lượng chứ không phải là bị tăng năng lượng. Và làm chúng ta mỏi mệt, kiệt sức đi mà không giải quyết được vấn đề. Cho nên đó là chúng ta thử đi, bây giờ mình trở lại với chính mình ngay tại đây. Và bây giờ ngay cái khoảnh khắc này, ngay giờ phút này chúng ta thả lỏng toàn thân của mình ra. Và buông thư luôn cả sáu căn của mình. Để mọi chuyện nó xảy ra như nó đang xảy ra mà mình không có thêm thắt, không lấy, không bỏ, không bình phẩm, phê phán, không tất cả những cái điều đó. Thì vậy là một cái sự công phu khá đặc biệt rồi. Khá đặc biệt rồi. Nhưng ít ra mình phải trở lại trạng thái này. Để chi? Để mình chuẩn bị bước qua một bước nữa. Bước qua một bước nữa. Chúng ta thả lỏng toàn thân tâm của mình rồi. Thả lỏng lục căn của mình rồi. Nha. Như phút giây này chúng ta bắt đầu thả lỏng thử đi. Thả lỏng toàn thân tâm chúng ta ngay tại đây đi. Thì tất cả những cái hiện của bên ngoài chúng ta đều nhận biết tường tận. Rồi bây giờ cái sự nhận biết đó chúng ta phải nhẹ nhàng thả lỏng nó luôn đi. Thả lỏng với sự nhận biết đó. Thả lỏng để chúng ta không còn có chú ý tới cái nhận biết. Không chú ý tới cái nhận biết. Và chúng ta tiếp tục thả lỏng cái không chú ý này một cái nữa. Nếu chúng ta lên được cái lớp này thì chúng ta sẽ ở tới cái biết mà không còn chú ý tập trung. Nhưng mà lúc đó vẫn là cái người ghi nhận này, vẫn còn mình ở đó để ghi nhận một cái trạng thái rõ biết không tập trung. Đúng không? Đây là cửa ngõ nè, là cửa ngõ. Bỏ nhẹ này xuống cái nữa. Để cái biết không phải là thân tâm này. Dám không? Dám qua cửa này không? Đó. Rất là nhiều người tu không dám qua cửa này. Tại vì một phút buông thân mạng này là quyết định giải thoát và trầm luân. Và mình không dám buông. Tại vì thực sự là cái ngã chấp mà nó quen quá rồi. Bây giờ tự nhiên mất mình một cách hoàn toàn là không ai chịu nổi. Và nếu không qua này thì mình trở lại y như cũ là lập tri. Tại vì còn thân căn tức là còn lập tri, đừng có giỡn chơi. Cho nên còn thấy biết của thân căn, còn nhận định đúng sai dù tinh tế cỡ nào cũng là thân tâm. Thành ra là nếu mà chúng ta muốn thiền định, tức là sau này chúng ta sẽ tập có những phá thiền thực sự, không phải học cái kiểu này nữa, thì bây giờ sẽ thấy rằng chúng ta sẽ đưa đi vào những cái dạng công phu này. Những hành giả đến tu tập ở đây sau này sẽ sử dụng công phu tới chỗ này, phải tháo từng lớp, được chúng ta hướng dẫn từng lớp, từng ví dụ như giờ là bắt đầu khởi đầu ngồi thiền vô phút đầu là chúng ta phải làm được cái điều này. Được cái bước đầu là chúng ta thả lỏng mình để đi tới dần là cái sự rõ biết không tập trung của chính mình đang hiện đây, chỉ là biết thôi chứ không phải là tập trung, không phải là chú ý, không phải gì hết, chỉ là biết thôi. Biết thì không cần biết cái gì hết, biết chỉ là biết chứ không phải là biết vọng và không vọng nữa. Vọng nó hiện trong cái biết thì mình đã đang biết rồi, hiểu không? Giống như nước đã ướt thì nhúng tay xuống là chắc chắn mày bị ướt. Cho nên cái biết khi đã hiện rồi thì vọng hiện, vọng không hiện, vọng mạnh, vọng yếu, vọng nhiều, vọng ít cũng đều là biết. Và chỉ trụ ở cái đang biết chứ không phải là biết vọng. Không quan trọng. Cái vọng đã mình không quan trọng rồi, mà quan trọng là quan trọng cái biết đang hiện hữu. Hiểu chưa? Thì cái biết đang hiện hữu này, bây giờ mình tự lắng tâm lại để cái biết này nó đang ở trong trạng thái tập trung hay là buông thư để biết. Nếu còn tập trung thì thả lỏng để cho chúng ta biết một cách nhẹ, càng nhẹ nhàng. Càng không tập trung, càng không chú ý là càng tốt. Không tập trung nhưng mà không phải loạn động nha. Tập trung là thiền, là định, nhưng mà không tập trung thì không rớt vào loạn. Mình không phải ở trong chỗ tịnh và chỗ loạn, mà là ở trong cái chỗ đang rõ biết rỗng lặng mênh mông đó. Và chúng ta ở đây gắng làm sao chúng ta được tới đây của cái tầng tâm thức mình. Và lúc này chúng ta chỉ còn là cái rõ vậy thôi. Và chúng ta ở cái chỗ cái rõ này, đừng có làm gì nữa. Tức là có tất cả những cái muốn làm hoặc là không muốn làm lúc này thả lỏng cái nó đi.
để chỉ còn hiện hữu cái sự rõ biết, hiện hữu cái sự rỗng lặng, hiện hữu cái sự sáng soi, mà không phải thân và tâm. Thì lúc đó chúng ta ra ngoài thân căn, chỗ đó mới được gọi là niết bàn. Chỗ đó mới gọi là thấy biết mà không lập thấy biết. Tại vì đâu có mình trọng đâu lập. Còn nếu dù có cái công phu cỡ nào, gắn đè nén vọng niệm cỡ nào, gắn giữ thanh tịnh cỡ nào, thì lúc đó cũng vẫn còn trong thấy biết, lập thấy biết. Thì có mình là một sự lập lại rồi. Chỗ này dễ không? Nó là chúng ta phải công phu cho tới để mình ra chứ. Bây giờ muốn mở cửa để ra, phải mở cho toan cái cửa này để mình ra. Chứ nếu không chúng ta không công phu được. Là tu cái gì? Xét lại những công phu từ trước giờ mình lấy, mình bỏ, mình đè nén vọng niệm, mình diệt trừ ý niệm, tất cả những cái đó là tu hay sao? Cũng được. Công phu kiểu đó là thua. Cho nên rất là nhiều người giảng ở chỗ tri kiến lập tri này lắm, nhưng mà không ra được. Lý do là các vị cũng lúng túng theo cái kiểu đó. Lúng túng. Bây giờ giỏi lắm, tôi nói là giỏi lắm của những người đang giảng, đang dạy bây giờ, đang học, đang tu bây giờ, là các vị sẽ ở chỗ lặng lẽ mà biết vậy thôi. Ra chưa khỏi cái lặng lẽ mà biết. Đương nhiên là cái lặng lẽ mà đang rõ ràng này nó không có sai. Nhưng mà nói rằng chỗ này là tự tánh là chưa phải. Dám buông mạng lúc đó đi. Thả lỏng để cho rớt mình xuống luôn. Hoàn toàn để cho mình không còn biết theo cái kiểu thân căn nữa. Nhưng lúc đó nó hiện hữu một cái toàn tri, cái toàn biết, không phải của thân căn. Thì lúc đó mới biết rằng mình ra ngoài thân căn. Và khoảnh khắc ra ngoài đó quý vị thấy nó khủng khiếp lắm. Đừng nói là tri kiến lập tri, tư tức niết bàn là đơn giản. Cái khoảnh khắc đó chúng ta với theo cái kiểu tưởng tượng bình thường á, là mình nở từ ra khắp hư không, để mình biết cái biết mình nó khắp nó nở, không phải là cây số hai cây số mà hàng vạn cây số nó đều biết. Nhưng mà không phải là cái nở, mà là khoảnh khắc khắp biết, chứ không phải là nở từ từ lớn ra. Một khoảnh khắc tan biến thân tâm này, một phút chốc toàn vô cái biết cũ, tất cả những cái biết của thân căn tự động tắt mất. Có nghĩa là lúc đó mình không còn dùng xài thân căn nữa, thì mới gọi là tri kiến vô kiến. Không phải đơn giản đâu. Mình học thuộc này ai cũng có thể đọc được, nhưng mà cũng nhiều người giải thích đoạn này, nhưng mà tôi thấy đã lầm ý Phật rồi. Đừng có dùng ý thức để mà giải thích cái chuyện niết bàn. Không? Phải chết đi cái phút chốc đó thì người ta mới an ở niết bàn thật sự. Và lúc đó mình mới hiểu được chánh kiến của Như Lai là gì. Thì tới chừng đó mới được gọi là tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn, tức là không còn cái ngã ở đó nữa. Dẹp trừ được cái ngã chấp trong khoảnh khắc đó, để không còn cái gì mà chúng ta không biết. Và phút chốc đó một điều kỳ lạ xảy ra là hình sắc, âm thanh, mùi vị, nóng lạnh, tất cả mọi cái xảy ra. Tức là mọi cái trong pháp giới mười phương này, thay vì con mắt mới thấy được hình sắc, nhưng phút đó không cần con mắt vẫn nhận rõ được hình sắc, không cần lỗ tai vẫn nhận rõ được âm thanh. Lúc đó là chúng ta đã thông. Lục căn đã thông suốt lục trần, gọi là tháo rút. Lúc đó mới được gọi là tháo rút. Chứ bây giờ mắt còn thấy sắc, tai nghe tiếng, tháo gì nổi. Tháo không ra, tháo kiểu đó. Rút thêm thì có, chứ tháo không được. Cho nên đến cái chỗ, cái tầng công phu này buộc hành giả phải đủ cái năng lực tự tâm, chứ không nói chuyện khác được. Thật ra nếu chúng ta là cái người mà quyết tu mà thoát ly sanh tử, thì chúng ta phải coi lại những công phu trước của mình, để mình chấn chỉnh lại. Nếu cái gì nó lệch thì chúng ta bắt đầu chấn chỉnh lại. Bây giờ cái chuyện mà Đức Phật đã gom hết tất cả những kinh điển lại cho mình biết là cái chuyện mà dính mắc và giải thoát là lục căn rồi. Và trong lục căn nó như nhau, không có căn nào khác căn nào, cho nên chúng ta có đủ sức lấy bất kỳ cái căn nào ra để mình tu tập, đúng không? Thì coi như căn mắt hay căn tai cũng được để tu.
Và mình tu để khi nào mình bước được một bước đầu tiên để bắt đầu phá căn trần bằng cánh, là chúng ta thấy tất cả những cái diễn ra của chính nó chính là cái ảo, giống như cái hoa đốm giữa hư không dùm trước một cái đi. Chúng ta phải tới cái tầng tâm này chứ không phải được hiểu nha. Muốn tới tầng tâm đó thì chúng ta chiêm nghiệm cái sự việc xảy ra của chính nó trong một khoảnh khắc nào đó, một thời thiền nào đó trong cái cuộc đời của mình phải làm. Mình phải ngồi như hồi nãy mình nói, phải ngồi phải thấy được cái sự diễn ra của nó, cái sự lặng đi của nó, thấy một cách tường tận rõ ràng bằng cái thấy của mình chứ không thông qua cái tri kiến của người khác. Tức là đến cái tầng độ mà mỗi cái khoảnh khắc của mình mỗi mới thì mới gọi là tri kiến không lập tri. Đúng không? Thấy vậy mượn chút, thấy lại vậy nữa, gọi là tri kiến lập tri rồi. Thì nó trở lại cái sức sống đời thường, mà giống như cái câu định nghĩa của Bát Nhã hôm trước mình định nghĩa không? Cái chỗ vô sanh là gì? Tức là từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền, đó gọi là vô sanh. Trong cái khoảnh khắc mới đó nó không khác chút nào, khác không được, tại vì không thể so sánh được trong khoảnh khắc đó. Trong khoảnh khắc luôn luôn mới, từng từng vùng vụt mới đó, nó hiện mới liên tục, mình không có thể nào khác hơn cái mới đó, thì chỗ đó chính là như. Nó như đang hiện đó cho nên nó mới, và nó đang mới đó cho nên nó như. Nó không khác, nó không cũ được, cho nên nó như vậy mà mới. Thì vậy là trong cái khoảnh khắc mới mẻ đó nó đang là như. Trong khoảnh khắc mới mẻ nó tuyệt mất thời gian và không gian, tại vì nó chỉ là hiện như vậy thôi, chứ không có mang cái màu sắc của quá khứ và không mang màu khắc vị lai, không có cái hiện tại, cho nên thời gian nó không có. Và khoảnh khắc mới đó nó cũng có, không có nói là nhỏ hay là lớn, gần hay là xa, cho nên cũng không có không gian. Đó là khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền, gọi là cái chỗ bất sanh bất diệt, đó gọi là chỗ tri kiến Phật, đó gọi là như như. Cho nên chúng ta hôm rồi chúng ta có giảng Bát Nhã và có nói lên cái định nghĩa đó mà mấy người ít ai để ý luôn. Tôi nói đó là một định nghĩa từ trước đến giờ có thể gây sự tranh cãi trong cái kiểu mà đã định danh của Phật giáo từ trước đến giờ. Người ta cứ nghĩ là cái bất sanh bất diệt là cái gì nó thường hằng, nó còn hoài, nãy vậy giờ vậy chút nữa vậy và mãi mãi như vậy, gọi là nó không sanh. Không phải, cái cũ mềm mãi mãi mới mới gọi là không sanh. Bây giờ trở lại đời thường rất sống động để cho chúng ta từng khoảnh khắc chúng ta không lung lại cái cũ, mới gọi là tri kiến không lập tri. Cái định nghĩa đó nó phù hợp với cái này vô cùng. Tại vì nó mới hoài đâu có lập lại được. Từng khoảnh khắc nhỏ nhiệm hiện tiền này là từng khoảnh khắc mới. Chúng ta không có thể nào có khả năng làm cũ ở cái khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền này, cho nên nó chính là Niết Bàn. Cho nên không có nói khổ đau được kịp đâu. Khổ cũng không kịp mà vui cũng không kịp. Tạm dùng từ là Niết Bàn thôi, chứ khoảnh khắc mới này nó không khổ và vui, tuyệt mất khổ vui. Và trong khoảnh khắc này chúng ta chấp không được, bỏ không được, tại vì không có người để mà chúng ta kịp để chấp cái này. Và nó đã qua cái mới rồi, cho nên mình bỏ không có cần mình bỏ, nó cũng đã qua. Thật ra là không thể lấy và không thể bỏ trong cái khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền. Đời sống chúng ta luôn luôn như vậy từ xưa tới bây giờ. Đó gọi là thương tại Niết Bàn. Chỗ tri kiến không lập tri, tức là từng khoảnh khắc mới mẻ mới gọi là tri kiến không lập tri. Rồi quý vị mà lắng tâm một chút để chúng ta trở lại cái định nghĩa mà từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền nó hay vô cùng. Và từ đó công phu chúng ta đổi khác, bảo đảm chúng ta đổi khác. Nếu chúng ta nhận định một cách rất rõ ràng tường tận về cái định nghĩa này, tức là một sự tỏ thông từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền, đó là thiền. Giống như ngày Lục Cổ Hòa Năng là thiền là một sự lưu thông không ứ trệ. Đạo là cái gì? Lưu thông không ứ trệ. Thì cái này là một sự tỏ thông trong từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền là gì? Nó chỉ là một sự tỏ thông thôi trong từng khoảnh khắc mới mẻ đó, là không có ứ trệ được. Dừng lại còn không được, tạm dừng cũng không thể tạm dừng được, cho nên nó là vô trụ. Đúng không? Lại về dừng được, tại những cái này nó mới, tí nữa nó mới hoài, nó đâu có dừng lại cái mới đâu. Nếu chúng ta dừng là thành cũ, nếu chúng ta dừng là có khoảnh khắc thời gian và không gian trong đó, nếu chúng ta dừng lại là sự lặp lại có tâm thức, cho nên là cái gì mà có thể trụ, được gọi là trụ định, không có nghĩa là dừng hoài một vị trí. Cho nên cái định của Phật á, cái gọi là cái Phật định là sống động hiện tiền.
sống động từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền, đó là Phật định. Còn cái định khác thì không phải. Và cái đó nó trở thành một đời sống tươi nhuận cho tất cả chúng ta, tại vì chúng ta cũ là không có được, luôn luôn mới mẻ như xuân, cả đời còn lại là ở trong cái mùa xuân mới mẻ, không khoảnh khắc nào cũ với mình cả. Đó là tri kiến không lập tri. Đó, thật ra là chúng ta tới đây đủ rồi ha. Tri kiến không lập tri. Trong cái buổi sáng này chúng tôi chia sẻ tới đây, chúng tôi xin tạm dừng. Mong rằng mọi người sẽ học thuộc được cái câu tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Và chúng ta sẽ sống được đúng như cái điều mà Đức Phật dạy ở đây, để từng khoảnh khắc chúng ta không có lặp lại. Nhưng nếu ở đây mà ai lặp lại được thì xin đứng lên nói cho tôi nghe giùm. Bây giờ cả đại chúng chúng ta đang ở đây nè, ai có thể lặp lại được giùm tôi một điều gì đó, có không? Có ai có thể lặp lại giùm được không? Thì như vậy là tất cả chúng ta đều là những người đang tri kiến vô kiến. Tri kiến chúng ta là tất cả những người đang thấy biết mà không lập thấy biết, bởi vì chúng ta không cách nào chúng ta có thể lập lại được. Cho nên ở đây Đức Phật muốn chỉ là một cái hiện thực đang có trong cuộc đời của mình. Mình đang ở cái chỗ niết bàn, cái chỗ thấy biết mà không lập thấy biết ngay tại đây, chứ không ai có thể lập thấy biết được đâu trong khoảnh khắc này. Đây là điều tuyệt diệu của Đạo Phật. Cho nên khi chúng ta nhận ra được một cái sự thật là chúng ta không lập lại được, thì ngay tại đây tất cả chúng ta đều là gì? Là người đang an trú niết bàn. Chịu không? Đó là học đạo, chúng ta phải học đến sự thật để rồi chúng ta sẽ là như vậy, không thay đổi được. Bây giờ chúng ta nói là thách ai có thể làm cũ được một chuyện gì? Một ý niệm chúng ta lặp lại cũng không được nữa. Đừng nói là mình nói là Phật hoài cả đời, mình là mình lặp lại chưa? Mình nói hoài một chữ có phải lặp lại không? Không. Mình thở hoài cái không khí này có phải lặp lại không? Đâu có được đó, không ai có thể lặp lại được cả. Dù bất kỳ chuyện gì trong thế gian này, đó chính là chân lý. Chân lý là cái gì? Không thể bẻ cong uốn dại, không có gì có thể thay đổi được nó, thì đó là chân lý. Mà phải là một cái sự sống động hiện tiền trong cuộc đời này, chứ không phải nằm ở đâu, không phải niết bàn là ở chỗ khác, không phải chúng ta tu mới được. Mà chúng ta không thay đổi được nó thì chính nó là chân lý. Đó, bây giờ ai có thể làm cũ được đi? Đó là cái điều mà chúng ta phải thể nhận ngay tại đây, để cuộc đời còn lại chúng ta là không thể cũ được. Không thể cũ được. Mà ai có thể cũ được đâu? Ai mà đứng đây đứng lên nói là tôi có thể làm cũ được một điều thì mới bị sinh tử. Nếu ở đây tất cả chúng ta không ai có khả năng làm cũ được thì chúng ta đang ở khoảnh khắc mới, và từng khoảnh khắc mới mẻ, và mãi mãi chúng ta đang mới. Không muốn mới cũng phải bị mới. Không? Không muốn niết bàn cũng sẽ được niết bàn. Tức là chúng ta không thể lập lại, tri kiến không thể lập tri. Đây là một sự thật mà Đức Phật muốn nói, chứ không phải nói là để mình tu để mình đừng có lập lại. Chúng ta đừng có hiểu ý Phật là kêu mình phải làm thêm. Không có. Tất cả những kinh điển Đại Thừa, những điều Đức Phật nói trong hệ thống kinh Nguyên Thủy cũng vậy. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy ra sự thật để chúng ta sống đúng sự thật, chứ không phải Đức Phật biểu chúng ta phải làm. Cho nên học để có một pháp để tu thì coi chừng phải xét lại là lệch lạc với điều Phật dạy rồi. Nói vậy thì hơi mít lòng đúng không? Tại vì có nhiều pháp sư, nhiều đại sư của mình đưa ra quá nhiều pháp để người ta tu. Và những đại sư đó toàn là những cái vị mà lừng danh nổi tiếng không. Bây giờ mình nói vậy là đụng chạm. Nhưng mà tôi nói rằng nếu có một pháp để tu là chúng ta tìm đường lập lại. Nói như vậy. Cho nên bây giờ cái đủ chức có thể thừa đương được cái mới đang hiện hữu này không, đó là bản lĩnh của mình. Vậy thôi. Người tu phải đủ bản lĩnh này để thừa đương được cái đạo lý hiện tiền ngay tại đây và bây giờ, để chúng ta
an trú trong cái niết bàn trong từng khoảnh khắc mới mẻ này. Chứ không phải niết bàn nó tồn tại nãy rồi, nãy an lạc rồi, giờ an lạc rồi, chút nữa an lạc rồi, chúng ta có cái kinh nghiệm an lạc đó để chúng ta nói ra để cho người khác được an lạc, không phải. Niết bàn nó cũng là từng khoảnh khắc mới. Cái sự an lạc là khoảnh khắc trước nó cũng an lạc, và khoảnh khắc này nó cũng mới an lạc, và khoảnh khắc kế nó cũng mới an lạc, và từng khoảnh khắc mới an lạc. Thì đó mới gọi là niết bàn. Hôm nay chúng tôi dừng cái buổi thuyết giảng ở đây, mong rằng mỗi người sẽ thấy rõ ra cái sự thật mà Đức Phật muốn chỉ, là chúng ta đã ở niết bàn lâu lắm rồi, gán mà tận hưởng cho hết những cái khoảnh khắc niết bàn an lạc của chính mình trong cuộc đời còn lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.